khó khăn, mà làm gì chắc đó chính là phong cách của Kim Tước, trong tình huống Kim Tước đang chiếm ưu thế thực lực, ư ừ thế đánh chắc thắng chắc phát huy vô cùng tinh tế, cho dù La Chiếu đa mưu túc trí thế nào, đối mặt với tác chiến Kim Tước đã bố trí gã ta vẫn tràn đầy bất lực, khó chịu uất ức. Đây chính là cảm giác Kim Tước luôn đem đến cho đối thủ. La Chiếu nghĩ hết cách cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ bại vong của quân Tống, kết quả có thể thấy trước đang càng ngày càng tới gần. Người ngoài không cách nào tưởng tượng được tâm tình của La Chiếu, đó là một sự tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm, nhưng không dám phát tiết, từ nội tâm tuyệt vọng, còn không dám phát tiết ra, sợ ảnh hưởng quân tâm, nội tâm của gã ta cực kỳ kiềm chế. Lần này Tống Quốc giấy lên chiến sự, đầu tiên là chiếu thảm bại trên tay mông Sơn Minh, giờ lại đối mặt với Kim Tước, lại bị Kim Tước dần dần đẩy vào tuyệt cảnh. Tưởng tượng lại khí thế hăng hái trước khi chiến đấu, tuổi trẻ đắc chí, một đường mây xanh, hào tình tráng trí có thể nuốt cả thiên hạ, trong lúc liên tiếp gặp khó khăn mà lại bất lực như vậy, người ngoài khó có thể tưởng tượng được đả kích gã ta gặp phải lớn nhường nào. Đã từng có vài người bất mãn về gã ta, đã từng có những lời lẽ trào phúng, nói gã tự cho mình là đúng hình như đã trở thành sự thật. Sự tự tin của gã ta bị dao động, liên tục đối đầu với mông sơn minh và kim tước, sự tự tin gần như bị phá nát. Chính dưới thế cục này, chính trong kết cục có thể thấy được của Tống Quốc, có rất ít người muốn vãn hồi thế suy tàn của Tống Quốc, giả vô quần quyết định ra ngoài một chuyến là định đi phiếu miếu các. Cũng chẳng còn cách nào khác đại thế đã đến mức độ này, một người thông minh tài trí như giả vô quần cũng khó vãn hồi được gì, như thiệu bình ba, như nghiêu hữu đạo đối mặt với đại thế đều hơi bó tay hết cách. Trông cậy vào các nước khác đã không thực tế, cũng chỉ có thể hy vọng vào tầng lớp cao hơn đưa tay hóa giải, hy vọng có thể du thuyết phiêu miếu các gia mặt hóa giải tình thế nguy hiểm của Tống Quốc. Có nắm chắc không, đối mặt với sự lo lắng của tử bình hưu, giả vô quần cười khổ còn có thể lựa chọn sao? Chỉ có thể còn nước còn tát, chỉ có thể thử xem thừa tướng cũng không cần phải trông cậy gì vào ta trong mắt phiếu miếu các chúng ta chỉ là con sâu cái kiến thấp cổ bé họng người ta thật sự sẽ không đặt chúng ta vào trong mắt làm phiền tiên sinh tử bình hưu chắp tay khom người thật sâu bái ông ta giả vô quần không khách khí quay người đi hổ phụ không sinh khuyển tử trận này tiểu vương ra đánh rất đẹp sau khi thiệu đăng vân nhận được chiến báo nam châu đưa về đứng trên mỏm đá sang nơi đóng chú của quân hàn bên kia bờ sông thở phào một hơi cảm thán chương 1093, Ngọc Phi 2. Ông ta cũng cực kỳ lo lắng cho chiến sự Nam Châu bên kia, một trận chiến của Thương Triều Tông đã thay đổi thế cục, làm ông ta thở phào, nhớ tới chủ cũ, cũng rất đối vui mừng. Thương Kiến Hùng ngồi sau trác án trong thư phòng cũng đã thấy chiến báo Nam Châu, Thương Triều Tông lấy ít địch nhiều, một trận thay đổi chiến cuộc, biến thế thủ của Yến Quốc thành thế công. Với Hoàng đế Yến Quốc như ông ta mà nói, đây vốn là chuyện đáng mừng nhưng giờ ông ta lại không mừng nổi. Uy hiếp của Tống Quốc đã bị Mông Sơn Minh phá tan, uy hiếp bên Hàn Quốc bị Thiệu Đăng Vân chặn, uy hiếp bên Triều Quốc bị Thương Triều Tông ngăn cản, nói cho cùng tất cả đều là người của Ninh Vương, vinh quang này đều được dồn hết lên đầu Thương Triều Tông nhi tử Ninh Vương. Yến Quốc gặp nạn, ngăn cơn sóng giữ chính là Thương Triều Tông, còn Hoàng đế Yến Quốc ông ta thì sao? Dường như không làm gì cả, dường như trở thành ăn không ngồi rồi. Nhất là bây giờ, ba phái lớn của Yến Quốc đều ủng hộ bên Thương Triều Tông, điều này khiến ông ta nghẹn họng tâm tình đồng mạch đứng dưới cũng không tốt thương triều tông càng thể hiện năng lực càng đắc thế lão càng bất an năm đó chính lão chủ trì hành động thanh tẩy phe ninh vương nếu thật sự để thương triều tông nắm đại quyền mình sẽ có kết cục gì chỉ nghĩ đã không rét mà run nhưng giờ lão không làm gì được thương triều tông bên cạnh người ta có một lượng lớn tu sĩ bảo vệ tay lại nắm binh quyền cho dù ngươi muốn hại trong sáng hay trong tối đều vô dụng lúc này cường thế dồn hết vào thương triều tông bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng khó làm tổn thương được một cọng lông tơ tâm trạng của thương vĩnh trung ở dưới cũng không tốt bây giờ lão ta thực sự là đại mã tư trang trí rồi thương triều tông càng có năng lực càng lộ rõ sự vô năng của lão ta quá lung túng cao kiến thành đứng dưới mặt không biểu cảm ông ta sớm đã đặt cược bên cửa thương triều tông đã đứng ở hàng tam công này bên này sụp đổ thương triều tông đắc thế ông ta cũng bình yên vô sự ông ta không ngờ hành động bất đắc dĩ lúc trước lại giúp mình đứng ở thế bấy bại hơi có cảm giác cuộc đời như vở kịch đương nhiên được biết tin chiến thắng trong lòng vẫn rất cảm khái, chỉ ít càng nhận thức được năng lực của đám người thương triều tông, so với người của triều đình thì chỉ có thể khiến ông ta thầm lắc đầu. Đứng tại độ cao của ông ta nhìn xuống, thế cục nội bộ Yến quốc rất rõ ràng, thương triều tông lần này thật sự đã tạo ra thành tựu, uy vọng như mặt trời ban trưa, Yến quốc bây giờ có thể thay đổi triều đình không ai khác ngoại trừ thương triều tông. Chư vị, các châu phủ bên dưới đều đang nhìn chằm chằm, đều muốn an bài thỏa đáng, không thể thả lỏng, phải siết chặt hơn. Thương Kiến Hùng chợt ý vị thâm trường nói, "Rõ, ba vị cùng chắp tay lĩnh mệnh, ba người đều biết ông ta nói vậy là có ý gì, bây giờ khí thế thương triều tông quá thịnh, các châu phủ mà họ đang nắm trở thành tiền vốn duy nhất của họ, nếu vứt đi cả năng lực khống chế này, bọn họ sẽ không còn chút tác dụng gì với ba phái lớn Yến Quốc." Bao gồm bản thân Thương Kiến Hùng cũng ý thức được, trải qua lần chiến loạn này, ba phái lớn hẳn đã thấy rõ, ủng hộ ai mới có lợi hơn cho ba phái lớn, nếu không thể khống chế được bên dưới, bất cứ lúc nào ba phái lớn cũng có thể vứt bỏ bọn họ lập một triều đình khác có lợi với ba phái lớn hơn. Nói chăng ra là, bọn họ nhất định phải có năng lực khiến nội bộ Yến quốc đại loạn bất cứ lúc nào, chỉ có như vậy mới có thể khiến ba phái lớn không thể tùy tiện vứt bỏ bọn họ. Nói ra những lời này, ở mức độ nào đó đã thừa nhận ông ta trị vì triều đình vô năng. Ngọc Phi đâu, thương kiến hùng quay đầu lại hỏi điền ngữ. Ngọc Phi chính là phi tử tống hoàng mục trác chân dâng lên, đồng mạch, thương vĩnh chung, cao kiến thành bất giác nhìn nhau, thương kiến hùng phong nữ nhân kia làm Ngọc Phi khiến rất nhiều người bất mãn, Ngọc là gì? Dĩ nhiên là chỉ thanh khiết không vất bẩn, một kẻ là hàng xài rồi, là phi tử của nhà người khác đến dây, danh tiết thật sự không thể xứng với danh hào Ngọc Phi. Điền ngữ lặng lẽ đưa mắt nhìn phản ứng của ba vị đại thần, khẽ trả lời ở ngự hoa viên. Thương kiến hùng lập tức quét sạch yêu phiền, vui mừng đứng dậy bỏ đi. Bệ hạ, đồng mạch ngăn cản, khuyên can, long thể quan trọng, không nên quá mức vất vả, tiết chế. Nhìn đôi mắt thâm quầng của thương kiến hùng, lão thật sự không kìm được khuyên. Trong cung có truyền tin, vị hoàng đế này quá dốc sức vào nữ phân kia, sủng hạnh không ngừng, tình trạng mưa móc bị mất cân bằng nghiêm trọng làm cho cả đám trong hậu cung rất có ý kiến. Chớ xem thường đám nữ nhân hậu cung kia, không ít người nhà mẹ đẻ đều là người có quyền thế, chỉ cần có ý kiến thì sẽ xảy ra vấn đề. Ngay cả hoàng hậu cũng không vui, hoàng hậu là nữ nhi duy nhất của đồng mạch lão, ngay cả nữ nhi lão cũng không kìm được oán trách người làm cha là lão nói oán trách là dễ nghe chứ thật ra chẳng khác gì mắng hỏi có phải muốn nàng ta nhường luôn vị trí hoàng hậu của mình không thương kiến hùng nổi giận chừng hai mắt từng bước tới gần đồng mạch tiết chế cái gì mặt mo của đồng mạch xấu hổ bị ép lui từng bước đến trước cây cột không thể nào lui thêm nữa thương kiến hùng nhìn chằm chằm lão chất vấn tâm tình quả nhân không tốt chỉ tìm ngọc phi nói chuyện phiếm giải buồn cũng không được sao rất tốt vẻ mặt đồng mạch đau khổ cứng nhắc phun ra hai chữ Thương Kiến Hùng quay đầu nhìn đám người, lần trước, trong cơm canh dâng lên cho Ngọc Phi không được sạch sẽ, có một số việc quả nhân mở một mắt nhắm một nhát không muốn truy cứu quá mức, nhưng đừng nghĩ quả nhân mù loà, đừng quá đáng, tay chư vị đừng dỗi quá dài, ai còn dám dỗi tay vào nhà quả nhân. Đừng nghĩ sự nhân từ của quả nhân là mềm yếu, nếu còn có lần sau, chắc chắn không dễ tha đâu. Có người hạ độc, Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung trao đổi ánh bắt, cũng không biết là ai làm, có điều đây là chuyện trong dự liệu một nữ nhân không quyền thế bối cảnh vào cung lại được sủng hạnh quá lức, nữ nhân có tính ghen ghét trời sinh, huống chi cảm đám nữ nhân, bị người ta ghen ghét, có người hạ độc là chuyện quá bình thường. Năm nào chả có vài người chết không minh bạch chứ, thương kiến hùng hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi, điền ngữ nhìn ba người một chút rồi bước nhanh theo. Đồng mạch dựa vào cột phù một tiếng, hai vai trũng xuống, gương mặt già cỗi đầy bất đắc dĩ. Thương Vĩnh Trung đi tới, thấp giọng hỏi, tướng ra hạ thủ với nữ nhân kia sao? đồng mạch trợn mắt vương ra người có biết người đang nói gì không ha ha chỉ hỏi thử thôi chỉ hỏi thử thôi đùa ấy mà tướng ra đừng nghĩ là thật hai tay thương vĩnh trung bỏ vào tay áo ôm trước bụng hết nhìn đông lại ngó tây cao kiến thành mặt không thay đổi nhìn ra ngoài cửa buông tiếng thở dài hồng nhan hỏa thủy đồng mạch tán thành gật đầu lão cũng háo sắc trước đó không tán đồng lắm câu hồng nhan hỏa thủy nhưng giờ thì quá cảm khái thương vĩnh trung cũng không kìm được lắc đầu lúc này lại vì một nữ nhân ngoại lai làm hậu cung không yên sợ là sẽ khiến rất nhiều người không vui lúc nói lời này mắt lão ta híp lại ngay cả lão cả cũng động sát cơ với ngọc phi kia hai người khác dĩ nhiên biết rất nhiều người mà lão ta ám chỉ là ai chính là những người đứng sau lưng các nữ nhân trong hậu cung giờ đang phải dựa vào những người kia để khống chế thế cục lúc này hoàng đế lại độc sủng một người thật sự không thỏa đáng lắm nhưng nữ nhân kia có hoàng đế bảo vệ hoàng đế để tâm, người ngoài cũng khó ra tay. Tất cả mọi người không hy vọng bởi vì một nữ nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người. Tướng ra, tốt nhất người nên nói chuyện với đại tổng quản điền ngữ một chút. Cao kiến thành ám chỉ, thương vĩnh trung âm thầm gật đầu, muốn động vào một nữ nhân được hoàng đế bảo vệ trong hậu cung, không có điền ngữ trợ giúp, gần như không thể nào đắc thủ. Trường 1094, phiêu miễu các đưa tin. Đồng mạch vốn có ý tưởng này nhưng bị chân thiếu khắc nhắc nhở như vậy, lập tức cảnh giác lo lắng bên trong có bẫy lạnh lúc quét mắt nhìn cao kiến thành một chút rồi quay người đi xem đi thái thúc hùng cũng ngồi sau trác án trong thư phòng ném tin tình báo vừa truyền tới lên bàn thiệu bình ba đứng dưới tiến đến hai tay cung kính nhận tình báo về xem sau khi xem xong mới biết triệu quốc nếm mùi thất bại trong tay yến quốc thế cục trận chiến yến triệu đảo lộn công thủ đổi chỗ thương kiến hùng may mắn thật tự đi tìm đường chết lại có người bên dưới liều mạng đám thương triều tông thật sự là trinh thiện chiến đã thật sự ngăn được cơn sóng dữ giọng thái thúc hùng mang theo sự trào phúng có điều vẫn có thể nhận ra tâm trạng của ông ta không tệ bốn nước đang đánh nhau đều đang tiêu hao ngay cả tề quốc và vệ quốc cũng đầu tư không ít tài nguyên ông ta ở bên xem náo nhiệt nhìn chư quốc cắn nhau gà bay chó chạy mình đầy thương tích cảm thấy vô cùng hài lòng thiệu bình ba khép tình báo lại đặt về trên bàn nếu không phải vệ quốc và tề quốc hết sức ủng hộ yến quốc căn bản không đủ sức đánh một trận vừa bắt đầu chiến sự yến quốc đã vong rồi Thái thúc hùng gật đầu, dĩ nhiên ông ta biết đạo lý này. Nếu không có một lực lượng bên ngoài ủng hộ, chỉ riêng lương thảo đã đủ kéo đổ Yến quốc yếu ớt rồi. Ngược lại cũng là chuyện tốt, tê, vệ đều bị tiêu hao lây. Thiệu bình ba lại bồi thêm một câu. Thái thúc hùng mỉm cười, vỗ vỗ lan can ghế. Đây chính là điều ông ta muốn thấy. Sau khi vui vẻ lại chập chập một tiếng, Ngô công lính kia đúng là một kẻ kỳ diệu. Thiệu bình ba hiểu rõ ý ông ta, Ngô công lính đã làm hỏng chuyện tốt của Hàn quốc khiến ý đồ của Hàn Quốc không thể thúc đẩy thuận lợi, không khác gì gia tăng tiêu hao sức lực của Hàn Quốc, cũng khiến lực lượng bốn nước phía đông phân liệt hơn, có lợi cho bên này. Vẻ mặt y nghiêm túc nói, bệ hạ, người này không thể khinh thường, trước kia bị huynh trưởng Ngô Công Sơn che mất, phụ thân thần không có đánh giá tốt về hắn, giờ xem ra, hình như đã coi thường người này rồi. Loạn thế xuất anh hùng, thực sự là một nhân vật. Thái Thúc Hùng gật đầu, bỗng hiếu kỳ hỏi, nghe nói Mục Trác chân đã đưa nữ nhân mình sủng ái nhất dâng cho thương kiến hùng, nữ nhân này giờ rất được thương kiến hùng sủng ái. Theo tin tức đáng tin, bởi vì nữ nhân này khiến yên kinh không ít người bất mãn. Cô vương trước kia chưa từng chú ý đến nữ nhân này, cô vương rất tò mò là nữ nhân nào vừa có thể khiến mục trác chân sủng ái, lại có thể khiến thương kiến hùng mê đắm như vậy, không biết nàng ta tuyệt sắc nhường nào. Người có biết gì về nữ nhân này không? Thiệu Bình Ba nhìn bộ dạng ông ta dường như rất hứng thú với nữ nhân kia. Vừa suy nghĩ liền hiểu ra. Nếu chỉ được mục trác chân sủng ái thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ngay cả thương kiến hùng cũng quỷ dưới váy nữ nhân kia, liên tục khiến hai vị đế vương đã quen với giai lệ hậu cung tin phục, e là các đế vương chư quốc đều đã chú ý, cũng có thể nói là vì thương kiến hùng đã hấp dẫn sự chú ý cao độ của thế lực khắp nơi. Phi thần trước kia cũng không chú ý, chỉ nghĩ đơn giản là nữ sắc thôi, mê đảo được thương kiến hùng, với vài người mà nói, chỉ e đã là hỏa thủy rồi. Không nhan bạc mệnh, nữ nhân này lại xinh đẹp, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt đẹp sớm muộn gì cũng thành quỷ dưới đao người khác thiệu bình ba bình tĩnh đáp thái thúc hùng cười ha ha chỉ là một nữ tử yếu đuối sao có thể trở thành hỏa thủy nói cho cùng vẫn do thương kiến hùng thiếu tự chủ cô vương vẫn khá có hứng thú với nữ nhân này nếu có cơ hội chắc chắn cô vương phải cướp về tay xem thử rốt cuộc là tuyệt sắc bậc nào mà có thể khiến mục trác chân và thương kiến hùng đều cảm mến ông ta không hề che giấu dã tâm của mình Ham muốn chiếm hữu là một trong những nguyên nhân xương vương xương bá của giống đực, thiệu bình ba có thể hiểu, không lên tiếng cũng không đánh giá gì về chuyện này. Có điều Thái Thúc Hùng lại đổi chủ đề, thế cục như vậy, bên vệ quốc và tề quốc, sắp xếp của người phải nhanh lên. Thiệu bình ba khom người nói, bệ hạ yên tâm, nhân thủ đã xếp vào đúng chỗ, bước đầu đã thấy hiệu quả, có điều giờ vẫn chưa thích hợp cưỡng ép tốc độ tăng lên, nếu không vật cực tất phản, cần tiến hành theo trình tự. Việc này không cần nhắc nhở y cũng sẽ không thả lỏng, luôn siết chặt y hiểu rõ tầm quan trọng của việc này đối với y có thể tạo ra thành tích hay không liên quan đến việc y có thể mở được cục diện ở tần quốc không mặc dù thái thúc hùng ủng hộ y nhưng vẫn cần y dựa vào bản lĩnh của mình đưa ra vài thứ nếu không văn võ đại thần cả triều không phải đồ trang trí chuyện dính tới lợi ích của rất nhiều người trong triều đình thái thúc hùng không có thuyết pháp và bàn giao thì không thể ủng hộ không được giờ y không có được quyền lực tương ứng không thể buông tay buông chân chính là vì điều này trận chiến yến triệu công thủ đổi chỗ Triệu Hưng Diên bại trận khiến cho triều đình Triệu Quốc cũng căng thẳng, Triệu Hoàng Hải vô cực luôn bác bỏ ý kiến của người khác, khư khư cố chấp phải chịu áp lực cực lớn, liên tục phát lệnh hối thúc tiền tuyến dụng công. Cho dù không có áp lực triều đình, Đại Đô Đốc Bàng Đằng cũng không thể không chia ra một lượng binh lực lớn đi chặn đường chặn đánh. Sự tình rõ ràng, Yến Quốc không thể chiếm đoạt Triệu Quốc, đối mặt với xâm lấn của Triệu Quốc, một khi đánh vào cảnh nội Triệu Quốc, để phá hỏng thế xâm lăng của Triệu Quốc, giết vào cảnh nổi triệu quốc rồi thì tất nhiên thương triều tông sẽ không khách khí, sẽ trắng trợn phá hoại kéo chân quân triệu, mông sơn minh đánh vào sẽ dẫm lên vết xe đổ của tống quốc. Thương triều tông đắc thủ, mông sơn minh biết chắc chắn bàng đằng sẽ ia binh đi trận đánh, cấp tốc tăng tần suốt điều động nhân mã, người nhìn thấy mà hoa cả mắt, không biết đang làm trò quái gì để gây áp lực cực lớn cho bàng đằng. Lúc chia ra trăm vạn binh lực trận đánh thương triều tông, bàng đăng kỳ cẩn thận cẩn thận, sợ lộ ra sơ hở gì, nhưng mông sơn minh chính là đang đợi điều này mông sơn minh coi đây là chiến cơ không có cơ hội thì tạo ra cơ hội đột nhiên phát động công kích chính diện cuồng bạo khiến quân triệu chấn động quân triệu sau lần chia binh này lập tức xuất hiện những mắt xích yếu kém từ cảnh nguyệt xuất lĩnh nhân mã cung châu đi tập kích như một thanh đao nhọn đâm mạnh vào chỗ yếu ớt khiến binh lực chia ra hoàn toàn chia cắt với chủ lực quân triệu mông sơn minh tiếp tục điên cuồng tấn công chính diện kiềm chế chủ lực bằng đằng thương triều tông dẫn quân đánh trả liên thủ giáp công với từ cảnh nguyệt tấn công nhân mã chia ra chặn đánh bàng đăng lập tức phái ra nhân mã công kích từ cảnh nguyệt giải vây cho chi nhân mã kia mông sơn minh ra lệnh một tiếng từ cảnh nguyệt bộ không đấu nữa chạy thẳng đến nội địa triệu quốc thương triều tông cũng không đánh đi thẳng vào nội địa triệu quốc bàng đăng không cứu từ cảnh nguyệt và thương triều tông sẽ liên thủ tiêu diệt chi nhân mã kia bàng đăng cứu cả hai liền bỏ chạy trong phút chốc một đạo nhân mã đánh vào nội địa triệu quốc biến thành hai chi bàng đằng một đầu vác hai người, nhức đầu, làm sao chia binh đuổi theo nữa đây. Một chi nhân mã vừa phân tán đi, nhân mã bàng đằng đã không thể nào có ưu thế binh lực tuyệt đối áp chế mông sơn minh phía chính diện, nếu lại chia binh đi trận đánh từ cảnh nguyệt, từ cảnh nguyệt chính là hãn tướng của Yến Quốc, nhân mã phải đi không thể quá ít, lại phải chia đi trăm vạn binh mã. 400 vạn đại quân, 100 vạn bị thương Triều Tông cho phá tan, lại phân 100 vạn đi trận đánh thương Triều Tông. Giờ lại phân ra 100 vạn đi trận đánh từ cảnh nguyệt, trên tay chỉ còn lại 100 vạn nhân mã. Trên tay Mông Sơn Minh sau khi chia 50 vạn cho từ cảnh Nguyệt cũng còn 150 vạn nhân mã. chương 1095, ai giúp ai đây? một Mông Sơn Minh nhìn chầm chầm, một có thể phát động một kích trí mạng với ông ta bất cứ lúc nào. Nhưng không chặn đánh không được, đây là chỗ đau đớn nhất của bên thủ. bang đang bị buộc bất đắc dĩ, không thể không xuất lĩnh đại quân tiến hành lui binh trên chiến lược, định mượn nơi địa thế hiểm yếu trọng chỉnh lại thế cục có lợi cho phe mình quân triệu đánh vào nam châu đã hoàn toàn rút lui ra sau thế cục xoay chuyển yến quân toàn diện đánh vào cảnh nội triệu quốc thời khắc đi cùng đội quân nhạc uyên trưởng lão tử kim động phóng ngựa đuổi theo bên cạnh xe xe ngựa của mông sơn minh vén màn cửa lên chào hỏi trưởng môn cung lâm sách từ trong xe ngựa lách mình ra đáp xuống bên đường hành quân nhạc uyên nhảy xuống ngựa đưa một tờ giấy trưởng môn phiêu miếu các đưa tin triệu tập trưởng môn các phái tiến về phiêu miếu các nghị sự cung lâm sách nhận tin nghi ngờ nói chuyện gì không biết, nhạc uyên lắc đầu, cung lâm sách nhìn tin hoàn toàn xác nhận không hề nói gì, chỉ nói ngày tháng nghị sự, thời gian là ba ngày sau. Suy nghĩ một lát, cung lâm sách không dám chế nãi, quay người chạy đến từ biệt mông Sơn Minh. Giữa dãy núi liên Nguyên, hai người quen biết cố gặp mặt, cuối cùng như hữu đạo vẫn gặp mặt Ngọc Thương tiên sinh. Như hữu đạo từ chối gặp mặt, Ngọc Thương cứ đến, không gặp không được. Cuối cùng, thời gian địa điểm hết thảy do như hữu đạo an bài, Ngọc Thương hoàn toàn phối hợp, chỉ cần đồng ý gặp mặt, người cảm thấy làm thế nào an toàn thì cứ làm. Sau khi đến nơi nào đó, lại là nghiêu hữu đạo phái phi cầm đi đón Ngọc Thương. Ngọc Thương gần như không mang theo ai tùy hành, chỉ dẫn theo đệ tử độc cô tính. Bên cạnh nghiêu hữu đạo chỉ có quản phương nghi, hai người gặp nhau trong sơn cốc, ánh mắt Ngọc Thương không kìm được liếc nhìn về chỗ cách đó không xa hai lần, bên đó là một nam tử áo hoa đang đứng, ngạo nghễ đứng chắp tay. Ngọc Thương tiên sinh, nghiêu hữu đạo khách khí chào, mỉm cười hòa ái. Quản Phương Nhi thì nhìn chằm chằm Ngọc Thương. Đối với vị Ngọc Thương Tiên sinh này, bà luôn cảnh giác cao độ. Chuyện đã từng đuổi giết không nói. Sự lo lắng của Nghiêu Hữu Đạo đối với Tô Chiếu giả kia bà cũng biết. Phương nghĩ đã biết vị này có thể là cao tầng của Hiểu Nguyệt Các vang danh thiên hạ, có thể giấu được mấy người chứ? Đến giờ bà cũng cảm thấy hơi khó tin rồi. Ánh mắt Ngọc Thương trở lại trên người Nghiêu Hữu Đạo, muốn gặp mặt lão đệ một lần thật không dễ dàng. Nghiêu Hữu Đạo khách khí nói: Ta cũng chỉ muốn tốt cho người. Đoạn đường quá xa bắt ngọc thương tiên sinh chạy tới chạy lui thì khó coi quá muốn gặp cũng phải là ta đích thân đi bái kiến mới đúng ngọc thương vậy xem ra thật đúng là ta hiểu lầm ta còn tưởng rằng lão để cố ý trốn tránh ta như hữu đạo việc hiểu lầm này còn phải xem thử nói như thế nào thật sự mà nói đúng là ta hơi bất mãn giờ triệu quốc đã ức hiếp đến đầu ta rồi tình cảnh của ta gian nan muốn cầu ngọc thương tiên sinh giúp đỡ một chút tiên sinh lại bỏ mặc trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái ngọc thương cười ha ha lão đệ đúng là không giấu giếm gì rất thẳng thắn cũng được hôm nay ta tới chính là vì chuyện này nghiêu hữu đạo hơi khó hiểu ôm một tiếng nguyện nghe cao kiến của tiên sinh ngọc thương ta sở dĩ chậm chạp không đồng ý là vì chưa có sự chuẩn bị kỹ càng lão đệ thử nghĩ con quái vật khổng lồ như triệu quốc chỉ dựa vào lén lút ám sát vài người căn bản không có tác dụng gì nhất là trong thời điểm chiến tranh các phương diện đều đề phòng xâm nghiêm cũng thật sự không tiện ra tay Muốn làm tan giã thế công của triều quốc chỉ động chân động tay một chút không ý nghĩa gì, muốn làm thì phải làm lớn, muốn giúp lão đệ, ta phải giúp cho chót. Chơi lớn, như hữu đạo mang theo nghi ngờ, tha thứ ta ngu muội chơi như thế nào lớn. Ngọc Thương quay đầu ra hiệu một chút, độc cô tính hơi hạ thấp người, lách mình bay xa, tránh nghe tiếp cuộc nói chuyện. Như hữu đạo đang ngẫm nghĩ thì Ngọc Thương lại hất cằm với quản phương nghi, hồng nương, giữa nam nhân bàn vài chuyện bất nhã, nữ nhân không thích nghe, tránh một chút đi quản phương nghi nhìn về phía nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo hơi nhíu mày có cần thiết như vậy không có ngọc thương rất khẳng định gật đầu khẽ chẳng lẽ không yên tâm về ta nghiêu hữu đạo ha ha nói lúc trước tiên sinh động tay động chân trên người ta sau đó cử người truy sát đó ký ức ấy vẫn còn mới mẻ với ta lắm lão đệ vẫn rất mang thù có điều lúc đầu đúng là ta sai trước thế này đi nếu đệ không yên tâm về ta có thể hạ cấm chế trên người ta trước Ngọc Thương nói xong giang hai cánh tay, bộ dạng để cho tùy ý xử trí. Ánh mắt Nghiêu Hữu đạo lóe lên, cảm thấy không hiểu được lão già này. Đầu tiên vừa sắp xếp gặp mặt tất thảy ông ta đều rất phối hợp, giờ còn bằng lòng giao an nguy của mình cho hắn nắm giữ, hắn đang nghĩ rốt cuộc lão già này muốn làm gì, có chuyện gì đáng để ông ta phải mạo hiểm đến như vậy. Làm vậy với tiên sinh không thích hợp lắm thì phải, Nghiêu Hữu đạo thử thăm dò hỏi một câu. Ngọc Thương rất thoải mái khoát tay, không có gì không thích hợp, bàn chuyện ấy mà phải xuất phát từ thành ý, không có thành ý, chúng ta cũng không cần gặp mặt rông dài, người nói có đúng không? Nếu như thế, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh. Nưu Hữu đạo cười một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu, quản Phương Nghi lúc này chậm rãi tiến lên, sau khi đề phòng tới gần, đột nhiên ra tay, thi pháp trên người Ngọc Thương một chút, kết quả phát hiện đối phương không hề kháng cự, để mặc bản thân cho bà chế trụ. Sau khi chế trụ xong, quản Phương Nghi lui trở về, gật đầu với Nưu Hữu đạo ra hiệu không vấn đề gì nữa sau khi nhiêu hữu đạo đánh mắt nhìn sang, quản phương nhi cũng lách mình bay đi. giờ lão đệ yên tâm rồi chứ? ngọc thương cười hỏi. nhiêu hữu đạo từ chối cho ý kiến, đưa tay ra hiệu mời ngồi. hai người ngồi xuống trên hai mặt đá lớn đối diện nhau trong núi. nhiêu Hiếu đạo hai tay chống kiếm, đã đến nước này thì cũng chỉ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. ngọc thương tiên sinh, người không giống như tới giúp ta. nếu tới giúp ta sẽ không cần phải ủy khuất mình như vậy. ta chưa từng thấy tình huống thế này bao giờ. người đừng ước hiếp ta tuổi trẻ. Ngọc Thương, ức hiếp ai trẻ tuổi chứ không thể ức hiếp ngươi, bề ngoài có vẻ trẻ nhưng dù nhìn thế nào cũng là cáo giả. Nghiêu Hữu đạo cười ha ha, được rồi, lời này ta coi như đang khen ta. Ngọc Thương, trước khi ta đến đã cho người đi mau lư sơn trang đón hồng mẫu tử đi. Nghiêu Hữu đạo, cái này ta biết, ta cũng hiểu, sớm đã cho mẹ con hắn tự do, là chính họ không chịu đi, không thể trách được ta. Ngọc Thương, người làm sư phụ như ngươi đúng là chẳng đến nơi đến chốn, từ đầu đến cuối chỉ vứt cho Hà Công Tử một tập thơ bảo hắn tự học, những cái khác người chưa từng dạy hắn. Nghiêu hiểu đạo, mấy chuyện học tập phải xem thiên phú, sư phụ dẫn lối tu hành, nên dạy như thế nào, có đủ các phương pháp, không phải chuyện người ngoài nhìn là hiểu được. Hơn nữa có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ, cần gì phải so đo. Ta nói tiên sinh này, chúng ta cứ lòng vòng làm gì, thẳng thắng một chút cho sảng khoái đi nào. Ngọc Thương, ta nói rất rõ ràng rồi, ta tới giúp lão đệ giải quyết uy hiếp của triệu quốc nghiêu hữu đạo trực tiếp lắc đầu nói nghe không hiểu ngọc thương hiểu nguyệt các làm mấy chuyện ám sát xấu xa không thể nào giao động được triệu quốc lớn như vậy giờ yến quốc không đủ sức chiếm đoạt triệu quốc điểm này ngươi không thể phủ nhận đúng không nghiêu hữu đạo rốt cuộc tiên sinh muốn nói gì ngọc thương nói thật sự làm những chuyện này giúp ngươi mục đích của ngươi không đạt được triệu quốc sau này cũng sẽ trắng trợn báo thù hiểu nguyệt các ta đây chính là nguyên nhân ta chậm chạp không có hành động bây giờ ta có biện pháp tốt hơn giúp ngươi giải quyết sự uy hiếp của triệu quốc. Như hữu đạo đưa tay, ra hiệu ông ta cứ nói, ta đang chờ đây. chương 1096, ai giúp ai đây, hai. Ngọc Thương, Điền Chính Ương và Mã Trường An Đại tướng Triệu Quốc đều là học trò ta. Điền Chính Ương và Mã Trường An, trong đầu Nghiêu Hữu Đạo xoay vòng tình hình hai người này, Triệu Quốc công yết, chia nhân Mã Hai lộ phòng vệ vệ quốc và tề quốc, người thống lĩnh hai đạo nhân Mã này chính là Điền Chính Ương và Mã Trường An, trên tay hai người này nắm gần 200 vạn nhân mã. Ta nói này Ngọc Thương Tiên Sinh, người tuyệt đối đừng nói với ta, vì giúp ta, người có thể khiến hai học trò thân là Đại tướng Triệu Quốc quay giáo đâm Triệu Quốc một kích. Ngọc Thương hỏi lại, có gì không thể? Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, biểu thị không tin, coi như hai người bọn họ có thể nghe người, tu sĩ ba phái lớn của Triệu Quốc đi theo cũng đâu phải đồ trang trí. Ngọc Thương, ta nói cho người biết rõ, lần này Triệu Quốc có thể để cho hai người bọn họ nắm giữ binh quyền này, Hiểu Nguyệt Các ta ở sau đã dùng không ít công phu. Lần này vì giúp lão đệ ngươi, Hiểu Nguyệt Các ta gần như đã sử dụng tất cả các lực lượng sáng tối có thể dùng được, một khi thời cơ tới, Điền Chính Ương và Mã Trường An sẽ phối hợp với nhân thủ Hiểu Nguyệt Các, tu sĩ ba phái lớn đi theo quân sẽ bị xử lý, trách nhiệm đi theo quân sẽ do Hiểu Nguyệt Các ta trực tiếp tiếp nhận. Lời vừa nói ra, nhiều hữu đạo sợ hãi cả kinh, đây không phải chỉ động chân tay một chút là có thể làm được, xem ra lần này Hiểu Nguyệt Các đúng là đã dốc hết vốn liếng. Có điều hắn cảm thấy rất khó mà tin được hiểu nguyệt các có thể vì hắn trả cái giá lớn như vậy. Trầm giọng nói, thủ hạ của Điền Chính Ương và Mã Trường An đều là nhân mã triệu quốc, có thể tùy tiện tạo phản theo họ sao. Ngọc Thương, tiến ra khỏi cung không thể quay đầu lại, những tướng lĩnh cấp dưới không nghe theo đều sẽ bị thanh tẩy sạch. Nghiêu Hữu Đạo nghẹn lời một lúc, chậm rãi nói, đây không phải chuyện chỉ vài nhân thủ là làm được, xem ra để hoàn thành việc này hiểu nguyệt các đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Ngọc Thương, không sai, Nghiêu hữu đạo, vậy người của Hiểu Nguyệt Các có thể sẽ bại lộ hết. Ngọc Thương, có một số việc sớm muộn cũng phải đối mặt, cũng không thể vĩnh viễn trốn ở trong bóng tối, nhân cơ hội giúp lão đệ lần này, Hiểu Nguyệt Các chuẩn bị chính thức bước ra ánh sáng. Nghiêu hữu đạo thản nhiên nói, tiên sinh lần này nhất định phải gặp mặt ta, chính là vì muốn nói chuyện này. Ngọc Thương, chỉ cần Điền Chính ương và Mã Trường An làm phản, triệu quốc tất loạn, cái này chẳng lẽ không phải đang giúp lão đệ sao? nhưng tiền đề để bọn hắn tạo phản là nhất định phải khống chế được 200 vạn nhân mã dưới tay, trong khoảng thời gian thanh tẩy sẽ khiến cho quân tâm bất ổn, cần một quãng thời gian. Nhưng triệu quốc sẽ không cho bọn hắn thời gian này, lúc này triệu quốc vì ổn định nội bộ, tất nhiên sẽ ủy khuất cầu toàn với Yến quốc, dù có phải trả cái giá đắt cũng phải yên ổn nội bộ trước, còn Yến quốc cũng không đủ sức chiếm đoạt triệu quốc, cũng tất nhiên sẽ đồng ý ngưng chiến với triệu quốc, may là lần này người chủ trì chiến sự Yến quốc là người của lão đệ. Ngữ khi ý vị thâm trường, Nghiêu Hữu Đạo dường như hiểu ra gì đó, tiếp lời, để đủ thời gian cho Điền Chính Ương và Mã Trường An, tiên sinh không muốn Yến Quốc ngưng chiến, hy vọng Yến Quốc tiếp tục bảo trì thế công, khiến Triệu Quốc không thể tách ra lực lượng đối phó bọn hắn, ta nói không sai chứ. Ngọc Thương cười, nói chuyện với người thông minh đúng là bất được việc, sức ảnh hưởng của lão đệ với Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh ta rất rõ. Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi gật đầu, việc này không thể coi thường, khó trách tiên sinh không chịu từ bỏ cứ nhất định gặp mặt ta nói chuyện ngọc thương mấy chuyện thế này nói trong thư sẽ không rõ ràng cứ nói rõ trước mặt mọi người đều yên tâm hơn người nói có đúng không nghiêu hữu đạo chép miệng lắc đầu đây là đang giúp ta sao là ai giúp ai chứ sao ta cứ cảm giác là ta đang giúp người hoặc là nói là đang giúp hiểu nguyệt các ngọc thương đưa tay vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của hắn vẻ mặt ôn hòa nói lão đệ ai giúp ai không quan trọng quan trọng là có lợi cho tất cả mọi người việc này như thành triều quốc từ nay về sau sẽ không còn sức để lo phía đông nữa. Phía tây của Nam Châu cũng khó gây ra được uy hiếp cho Nam Châu, lợi ích của lão đệ sẽ được đảm bảo, an tâm ứng đối vấn đề nội bộ Yến quốc là chuyện rất tốt mà. Như hiểu đạo từ từ nói, hình như ta đã hiểu vì sao hiểu nguyệt các lại nghĩ đủ mọi cách lấy được thương kính, người cầm được thần khí Trấn quốc mới mới có thể lập quốc. Ngọc Thương cười không nói, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chẳng khác gì là chấp nhận. Ngưu Hữu Đạo hít mắt hỏi, Ngọc Thương tiên sinh là các chủ hiểu nguyệt các sao? Ngọc Thương lắc đầu, không phải, có điều cũng không giấu gì lão đệ, lão phu có chức quan trọng trong hiểu nguyệt các, dưới một người trên vạn người. Ngưu Hữu Đạo lập tức truy vấn, các chủ là ai? Ngọc Thương từ chối trả lời, cái này không quan trọng. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, hóa ra tiên sinh không phải các chủ, làm dối cả buổi chỉ đang bán mạng cho người khác, vậy có ý nghĩa không? Ngọc Thương hơi nhíu mày, lão đệ nói vậy là có ý gì? Nghiêu hữu đạo, chả có ý gì. Ta nghĩ thì thấy việc này không nên phiền hiểu nguyệt các thì hơn. Chiến sự với triệu quốc cứ để Yến quốc tự xử lý, với tình hình trước mắt, thương triều Tông và mông Sơn Minh đã đủ để đánh bại dã tâm của triệu quốc, không cần phải thức tạp như vậy. Hiểu nguyệt các ẩn mình nhiều năm, vì ta mà bại lộ trong lòng ta khó có thể bình an được. Có thể tiên sinh không biết chứ con người ta không bao giờ làm chuyện có lỗi với lương tâm của mình, ta thấy vẫn nên thôi đi ngọc thương sầm mặt lại chuyện làm trái lương tâm ngươi còn ít làm sao nghiêu hữu đạo kinh ngạc có sao ngọc thương mới không thèm tin hắn có thể đi đến được như ngày hôm nay mà chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm có điều cứ quấn lấy chuyện này cũng chẳng ý nghĩa gì lão đệ thương kiến hùng muốn giết ngươi hiểu nguyệt các ta hy sinh một lượng nhân thủ lớn giúp ngươi ngăn cản hai lần ngươi muốn giết tống sứ chúng ta cũng làm giúp ngươi còn phi cầm rơi vào tay ngươi chúng ta cũng không hề truy cứu chuyện đã giúp ngươi rồi lợi ích ngươi cũng lấy rồi trên đời này làm gì có nỗ lực nào vô duyên vô cớ. Hiểu Nguyệt các muốn giao hảo với ngươi là để chờ ngày hôm nay, hẳn không phải ngươi không hề có chút ý định báo đáp nào đấy chứ. Như hiểu đạo, lôi mấy thứ này ra ý nghĩa sao, nếu thật sự muốn tính sổ, món nợ các người truy sát ta tính sao đây. Còn thương kính, giá trị như thế nào, là ai đưa cho các người. Chuyện trước đây, bất kể có phải ở tình thế cấp bách hay không đều là ngươi tình ta nguyệt, tính không rõ ràng, vẫn nên việc nào ra việc đấy thì hơn. Ngọc Thương, việc này đối với người cũng chẳng có gì xấu, nếu giúp chúng ta cũng sẽ giúp người giải quyết được uy hiếp triệu quốc này, mọi người đôi bên cùng có lợi, tốt cho tất cả mọi người, người còn giả mồm cái gì. Hẳn ngươi muốn cò kè mặc cả vớt phát thêm một chút. Được, nếu vậy có điều kiện gì cứ đem ra bàn bạc. Nghiêu hữu đạo, ta là loại người lòng tham không đáy vậy sao? Đương nhiên, thứ ta muốn nhiều lắm, mấy thứ nhỏ nhỏ không cần phải mở miệng, thứ ta thật sự muốn các người cũng bất lực. Nói cho cùng, có đồng ý hay không phải xem ta có muốn hay không. Ngọc Thương, cơ hội ngàn năm một thuở bày ra trước mặt Hiểu Nguyệt Các ta, cơ hội mất đi sẽ không thể trở lại được. Hiểu Nguyệt Các đã chờ lâu như vậy rồi, người đời này qua đời khác đều không đợi được đến ngày hôm nay, giờ ngày này rốt cuộc đã đến rồi, vì thế Hiểu Nguyệt Các ta sẽ bất chấp mọi giá. Lần này, nếu ai dám cản Hiểu Nguyệt Các ta sẽ là tử địch của Hiểu Nguyệt Các ta, lão đệ thật sự muốn chặt đứt hy vọng của hóa chân ta sao? lão đệ thật sự muốn chịu sự trả thù toàn diện của hóa chân sao. chương 1097, các chủ hiểu nguyệt các. Lời này vừa nói ra tim nghiêu hữu đạo lập tức chìm xuống, sắc mặt cũng rét lạnh, Ngọc Thương tiên sinh đang uy hiếp ta sao? Ngọc Thương, không phải uy hiếp ngươi, vì giúp ngươi, hiểu nguyệt các ta đã chết không ít đệ tử, người từ trên xuống dưới đều biết, vì thế đây là cái giá bắt buộc phải trả để tiến về phía trước, để đổi lấy sự ủng hộ của ngươi, chúng ta chấp nhận trả cái giá đắt này nhưng tuyệt đối không chấp nhận sau khi trả giá xong lại bị chơi xỏ. Trên đời này không có lợi ích nào miễn phí, hôm nay nếu ta đã tới đây thì ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Ngón tay của Ngưu Hữu Đạo búng lên chuôi kiếm, giờ ta muốn giết người dễ như trở bàn tay, lúc này thích hợp uy hiếp ta sao? Ngọc Thương chỉ chỉ cơ thể bị quản chế của mình, ta đã chấp nhận để bị bài bố thì không mang ý định sống sót trở về nữa, ngươi hoặc là giết ta, khai chiến toàn diện với hiểu nguyệt khác, hoặc là đồng ý, không còn con đường thứ ba. Sức mạnh tích lũy nhiều năm của Hiểu Nguyệt Các đều bày hết ở đây rồi. Như Hữu Đạo nhíu mày nói, khách sạn yêu Nguyệt Trích Tinh Thành hoặc khách sạn Thải Hồng Băng Tuyết Các, ta trốn ở đấy, Hiểu Nguyệt Các có thể bắt được ta sao? Buồn cười, Ngọc Thương hỏi lại, đó là nơi để người ta tị nạn sao? Người có thể tránh được bao lâu? Người từ bỏ tâm huyết của Nam Châu sao? Chuyện tránh đi Nhiêu Hiếu Đạo cũng chỉ nói vậy thôi, những nơi như khách sạn yêu nguyệt đúng là hoàn toàn không phải là nơi để người ta tị nạn, vẫn có vài quy củ. Đương nhiên, cũng có thể cho người ta tị nạn, nhưng mức giá đằng sau đó không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Ở ngắn hạn không tốn bao nhiêu tiền, một ngày 10 kim tệ tiền phòng không ít tu sĩ đều có thể bỏ ra được, nhưng nếu ở lâu dài, một tháng đầu 10 kim tệ một ngày, tháng sau sẽ thành 100 kim tệ một ngày, cứ từng tháng tăng dần lên, người có tiền đến mấy cuối cùng cũng bị hút khô. Đây chính là cái giá lớn nếu muốn mượn chín vị đại trí tôn ra đảm bảo bình an, không phải là không được, nhưng không rẻ. Nhưng vẫn có người cùng được mạt lộ sẽ vào đấy, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Nghiêu hiểu đạo đổi chủ đề, nếu như ta là người của phiếu miếu các, HCN cũng có gan vậy sao? Ngọc Thương nghẹn lời im lặng, một lúc sau vẻ mặt run rẩy nói, ngươi là người của phiếu miếu các. Không đúng, không thể nào. Nghiêu hiểu đạo, ngạc nhiên lắm sao, có ý nghĩa gì không? ta có phải người của phiếu miếu các hay không không quan trọng, quan trọng là muốn cho người biết. Hiểu nguyệt các không phải là tồn tại không gì không thể làm, thật ra muốn so sức mạnh, các người có thể không thèm đếm xỉa, ta cũng có thể không thèm đếm xỉa, cuối cùng chưa hẳn có thể làm gì ta. Nói cho cùng, muốn ta hỗ trợ cũng không cần hù dọa ta, biện pháp ngắn gọn nhất là cứ lấy thành ý ra đây. Ngọc Thương, người muốn thành ý gì? Như Hữu đạo, ta hỏi lại lần thứ hai, các chủ hiểu nguyệt các là ai? Ngọc Thương, một khi xong chuyện, ai đứng ra dĩ nhiên là người đó đến lúc đó sẽ tự biết ý là chuyện vẫn chưa thành không cần thiết hỏi nhiều như vậy nghiêu hữu đạo ta không thể mơ mơ màng màng đi giúp một người ngay cả là ai cũng chẳng biết xử lý chuyện lớn như vậy nếu người cứ muốn giấu ta như vậy được uy hiếp ta vô dụng hiểu nguyệt các muốn chơi thế nào ta phụng bồi tới cùng ngọc thương đây là điều kiện sao nói cho ngươi là ai ngươi có thể đồng ý nghiêu hữu đạo để quân yến đánh tiếp là sẽ chết người rất nhiều người phải chết quân phí chi tiêu trợ cấp các kiểu ai bỏ. Ngọc Thương rất muốn nói, các người cứ tiếp tục cứng rắn kháng cự thì không cần quân phí sao. Ta bên kia khởi sự sớm một chút, bên này các người giảm áp lực không phải sẽ tiết kiệm được khoản quân phí lớn à. Nhưng bây giờ nói cái này chẳng ý nghĩa gì, người ta chỉ đang kiếm cớ thu lời, liền hỏi, người muốn bao nhiêu. Nghiêu hiểu đạo dơ lên 5 ngón tay, không cần nhiều, 5 ngàn vạn. Ngữ khí Ngọc Thương quả quyết mà nặng nề, nhiều lắm. Bên kia khởi sự xong, hiểu nguyệt các phải đối mặt với chi phí rất lớn. Được, vậy nể giao tình giữa chúng ta, ta cũng lười dài dòng, đều sảng khoái chút đi, giảm một nửa, ba ngàn vạn. Năm ngàn vạn một nửa là ba ngàn vạn sao? Sao ngươi không nói là hai ngàn vạn? Vậy nghe người, hai ngàn vạn thì hai ngàn vạn. Nói đi, các chủ là ai? Hạ lệnh bái, như Hữu đạo im lặng một lát là sao? Ngọc Thương gần từng chữ các chủ của Hiểu Nguyệt Các là hạ lệnh bái. Như Hữu Đạo không thể tin được, người nói đùa cái gì vậy? Còn mọt sách kia mà có thể là các chủ khống chế hiểu nguyệt các. Ngọc Thương, gia gia của hắn là các chủ, phụ thân hắn cũng vậy, người cũng sắp nhìn thấy kết quả rồi, ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Lần này đến phiên Ngưu Hiếu đạo trợn tròn mắt, một mực suy nghĩ các chủ hiểu nguyệt các là ai vậy mà lại chính là học sinh kia của hắn, lại còn ở trong Mao lưu Sơn Trang của hắn lâu như vậy, xa tận chân trời. Chuyện khiến người ta buồn bực nhưng lại có thể hiểu được, dựa vào một vài dấu hiệu coi trọng của hiểu nguyệt các có thể thấy, thật sự có khả năng đó, cái gọi là chất tử của ngọc thương tiên sinh chẳng qua chỉ là một tầng bảo vệ mà thôi. thân phận trang hồng là gì? trên thực tế người khống chế là bà ta sao? không có thân phận gì, chỉ là mẫu thân của các chủ, không tham gia bất kỳ sự vụ gì của hiểu nguyệt các. nói cách khác, người thực sự có tiếng nói ở hiểu nguyệt các chính là ngọc thương tiên sinh người. ta chỉ là một trong số đó, giống như một trong các trưởng lão các môn phái, người có giết ta thì cũng chẳng lấy được hiểu nguyệt các. ha ha các chủ hiểu nguyệt các lại là học trò của ta, một khi các người khởi sự thành công, hạ lệnh bái nổi lên, quan hệ của ta và hiểu nguyệt các muốn phủi cũng không phủi sạch được nữa. Ban đầu là ai nhất định cứ phải mang người đi, người nghĩ hết cách giày vò, ta cản cũng không cản được. Hơn nữa, lo lắng của ngươi dư thừa rồi, hiểu nguyệt các đã trồi lên hết rồi, phủi hay không phủi sạch quan hệ có quan trọng không? Những gì nên nói đã nói, không nên nói cũng đã nói, chuyện đã định xong, Ngọc Thương liền rời đi ông ta không mang nhiều tiền như vậy bên người hẹn lần sau cử người đến đưa ngọc thương vừa đi quản phương nghi lại chuồn tới thấy nghiêu hữu đạo ngồi trên tảng đá mặt mũi bực tức không khỏi hỏi hắn tìm người nói chuyện gì vậy hạ lệnh bái là các chủ hiểu nguyệt các cô tin không nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài a à, quản phương nghi giật nảy cả mình còn tưởng rằng mình nghe lầm hiểu nguyệt các mưu đồ đã lâu không cần bà ta hỏi nhiều tự nghiêu hữu đạo đã nói ý đầu ngọc thương tới đây sau khi quản phương nghi nghe xong kinh hãi không thôi, nghĩ đến hắc mẫu đơn chết trong tay hiểu nguyệt các, bà ta hỏi thử người đồng ý với hắn rồi. Có lợi ích không lấy cũng phí, bọn hắn dám cho thì có thể thu hồi cả vốn lẫn lời cứ thu, không đồng ý cũng không được. Như hữu đạo chống kiếm đứng lên, cười như không cười hừ lạnh một tiếng, một tấm lưới lớn như vậy, cứ nấp trong bóng tối mới thực sự phiền phức, cứ trồi lên lại bớt đi việc. Ngày hôm sau, quản phương nghi lại mở cờ trong bụng, hai ngàn vạn kim tệ lại cất vào túi bà ta. Phiếu miếu các, trên đỉnh cao nhất đại lục bảy nước, địa danh Thiên Đô Phong. Ngày mở bí cảnh cũng không còn xa lắm, phần lớn các nơi ở Thiên Đô Phong đều hoang vu nghèo nàn, trong sân cốc trên đỉnh núi thì lại bốn mùa như mùa xuân, có nóng suối, phun trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo, các loại phi cầm tẩu thú khoan thai tự đắc. Nơi đây, đình đài lầu các nhà cửa liên miên, kiến trúc khí thế to lớn mút trời. Ban đêm cách trời gần nhất, đầy sao đã mắt, như đưa tay là hái được, ngửa mặt nhìn trời như đang ở trong vũ trụ minh mông. Cận Thiên Cung, nơi bàn chuyện của hào cường trong thiên hạ, có thể có một vị trí ở đây đều là những môn phái tu hành cấp cao nhất thiên hạ. Chương 1098, danh sách đề cử 1. Bầu trời bên ngoài đầy sao, đèn đuốc trong Cận Thiên Cung sáng chói, trên vách tường khảm những viên dạ minh châu to nhỏ chiếu sáng rực rỡ. 30 trường án dài xếp hai bên trái phải, 30 người ngồi nghiêm chỉnh sau trường án, chính là người chấp trưởng thế lực các nơi trong ngoài nước, đám cung lâm sách cũng ở trong số đó, hôm nay đều hội tụ ở đây không biết có chuyện gì. Trong lúc cả đám im lặng chờ đợi, có mấy người ngoài cửa tiến vào, cầm đầu là một hán tử gầy gò, sắc mặt lạnh lùng làm người ta có cảm giác là một thứ gì đó siêu nhiên. Ông ta vừa bước vào, 30 người dự thính trong điện đều đứng lên nginh đón, nhìn hán tử kia không nhanh không chậm đi qua khỏi tầm mắt. Có thể khiến những người này đều cung kính dĩ nhiên không phải người bình thường, chính là đệ tử của La Thu một trong chín đại trí tôn, cũng là nữ tế của La Thu, thành chủ trích tinh thành toa như lai phụ thân toa huyễn lệ. Phiếu miếu các chính là nơi chính vị đại trí tôn liên hợp xử lý chuyện thiên hạ, chín đại trí Chí tôn sẽ thay phiên cử người đến quản lý, lần này người chấp trưởng chính là toa như lai. Toa như lai bước trên bậc thang đến vị trí chủ vị liền quay đầu nhìn đám đông, lạnh nhạt nói, đều tới đông đủ rồi, ngồi đi. Chúng nhân ngồi xuống, ông ta cũng đi đến ngồi xuống sau án, một lần nữa nhìn kỹ đám người lên tiếng nói, gọi tất cả mọi người tới đây cũng không có chuyện gì khác, bí cảnh thiên đô sắp mở, vẫn quy tắc cũ danh sách sẽ được chư vị báo lên bên này sẽ không miễn cưỡng danh sách chư vị báo lên ta đã coi rõ ràng có gì đó không đúng nên muốn hỏi chư vị đã xảy ra chuyện gì hy vọng chư vị có thể cho ta lời giải thích nghe thấy vậy cả đám hai mặt nhìn nhau phần lớn mọi người không lên tiếng đông hải yêu vương hải ngoại bên ngoài bảy nước lên tiếng toa tiên sinh theo quy tắc cũ thì chúng ta cũng đã làm theo quy tắc cũ có gì không đúng vậy Toa như lai liếc mắt, danh sách các hải vực đưa lên không có vấn đề gì. À, Đông Hải yêu vương vui vẻ, cười nói với đám đông, xem ra những người ở đại lục các người có vấn đề rồi, vậy các người phải giải thích rõ ràng với Toa tiên sinh thôi. Rõ ràng ông ta có ý định muốn xem náo nhiệt, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Đã chỉ đến đầu tu sĩ đại lục, Đỗ Vân Tăng trưởng môn thiên hành tông nghi ngờ nói, Toa tiên sinh, ngài nói danh sách đề cử của các phái có vấn đề, ta không hiểu rõ lắm, có vấn đề chỗ nào có thể chỉ rõ không? Toa như lai như không hề dính phải khói lửa nhân gian, lạnh nhạt nói, vấn đề xuất hiện ở ba phái lớn của chư quốc, chất lượng tu sĩ trên danh sách ba phái lớn các nước đưa lên lần này không bằng lúc trước. Bí cảnh thiên đô 50 năm mở ra một lần, mỗi lần các nước đều cử tu sĩ tinh anh đi tham dự, năm nay bí cảnh thiên đô mở đúng lúc ta trực, mùa trước bí cảnh thiên đô mở vẫn theo quy tắc cũ, đến lượt ta thì lại không bình thường, chư vị đang cố ý làm ta khó xử sao. Lời này vừa nói ra, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, đại khái hiểu ra chút gì. Đỗ Vân tang như nghĩ ngợi gì đó. Đông Hải yêu vương cười hì hì một tiếng, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, quan sát phản ứng mọi người. Thấy không ai nói gì, toa như lai nhìn chằm chằm mấy vị trưởng môn bên Tống Quốc, chất lượng danh sách Tống Quốc báo lên là tệ nhất, không định giải thích chút gì sao. Quan cực thái trưởng môn lăng tiêu các, cù phiên trưởng môn huyết thần điện, ngô thừa vũ trưởng môn liệt thiên cung, ba người âm thầm nhìn nhau tây hải đường trưởng môn vạn thú môn ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn về phía ba người ánh mắt ba người hơi giao nhau cuối cùng quan cực thái trưởng môn lăng tiêu các thay mặt đứng lên giải thích toa tiên sinh hiểu lầm tuyệt đối không phải cố ý làm nhọc lòng toa tiên sinh thực ra tình cảnh tống quốc hiện tại cực kỳ gian nan đang đối mặt với chiến tranh nhật lực không đủ đang là lúc cần dùng người nếu lại cử đệ tử tinh anh đi rồi ba phái lớn chúng ta há chẳng phải tự rước lấy diệt phong sao toa như lai khẽ vuốt cằm nếu tống quốc diệt phong Ba phái lớn tống quốc e là ngay cả tư cách đứng vào hàng ngũ phiếu miếu các cũng chẳng có, sao còn để ý đến chuyện bí cảnh thiên đô mở gì đó, lý do này thực sự khiến người ta không có gì để nói, ngay cả ta cũng không tìm ra lý do gì chỉ trích các ngươi. Hàn Quốc thì sao, Hàn Quốc cũng vì sắp diệt phong à. Trì Thanh Lệ, đã xảy ra chuyện gì? Trì Thanh Lệ chính là trưởng môn thiên nữ giáo Hàn Quốc, một phụ nhân Mỹ mạo bạch y như tuyết ngồi ngay ngắn. Trì Thanh Lệ thật sự xấu hổ, hỏi vậy bà phải trả lời sau đây, Hàn Quốc đang ức hiếp Tống Quốc, muốn khiến Tống Quốc diệt quốc, dĩ nhiên không tồn tại vấn đề như Toa Như Lai nói, nhưng bên này đang giao chiến với Tống Quốc, đệ tử Tinh Anh dĩ nhiên cử đi chiến trường tỏa chấn, nếu toàn bộ đều là phế vật sẽ không cản được tu sĩ tinh nhuệ Tống Quốc, sẽ bất lợi cho chiến sự. Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đã bị Toa Như Lai điểm danh thì không lên tiếng không được. Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, Tri Thanh Lệ chậm rãi nói, Toa Tiên Sinh, chúng ta cũng là thế bất đắc dĩ, tu sĩ Hàn Tống giao chiến, Tống quốc không chỉ xuất động tu sĩ của Tống quốc mà còn có tu sĩ Tề quốc và tu sĩ Vệ quốc chạy tới tham gia náo nhiệt. Tu sĩ ba nước đang liên thủ đối phó Hàn Quốc ta, SQT nếu đưa tu sĩ tinh nhuệ vào bí cảnh thiên đô hết thì cũng phải tự chịu diệt phong. Lý do này, âm như thuật trưởng môn Bách Xuyên Cốc và hư minh quảng trưởng môn Vô Thượng Cung đều ném cho bà ánh mắt tán dương. Quan cực thái trưởng môn lăng tiêu các nỗi giận, đứng lên, chỉ vào trì thanh lệ giận giữ mắng tiện nhân. Lý do của cô là lý do chó má gì? là Hàn Quốc các cô xâm lấn Tống Quốc ta, đâu phải Tống Quốc ta xâm lấn Hàn Quốc cô, chỉ cần Hàn Quốc cô lui binh, hai nước ngưng chiến, sao Hàn Quốc phải tự chịu diệt phong gì chứ? Quả thực là cưỡng từ đoạt lý, tiện nhân, chỉ thanh lệ cũng giận mà đứng lên, quản tốt cái miệng thúi của ngươi. Ta triệu tập các ngươi tới, không phải nghe các ngươi cãi nhau. Toa như lai nghiêm nghị khiển trách, trong ngữ khí hàm chứa pháp lực nhất thời như kinh lôi quẩn quanh trong điện. Quan cực thái và trì thanh lệ đều nhìn nhìn về phía chỗ ngồi của ông ta, mặc dù vẫn tức giận bức bình nhưng đều không thể không chậm rãi ngồi xuống lại. Ngữ khí toa như lai hòa hoãn lại, tấn quốc thì sao, các quốc gia giao chiến hình như các người đâu ảnh hưởng gì, vì sao danh sách tấn quốc báo lên cũng không như trước. Ba phái lớn của tấn quốc, khí vân tông một mình độc tôn, hai nhà khác chỉ trang trí, dĩ nhiên khí vân tông trả lời vấn đề này. Thái thúc phi hoa trưởng môn khí vân tông cũng hơi ngại ngùng, thế cục của chư quốc đã đến nước này, dã tâm tần quốc người qua đường cũng biết, nhưng ông ta không thể nói ra ở đây để bị mọi người công kích được ông ta không thể nói tấn quốc lòng giả dạ âm hiểm đang chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt chư quốc lưu lại tu sĩ tinh nhuệ là chuẩn bị phát động chiến tranh xâm lấn thái thúc phi hoa ho khan khù khụ lên tiếng nói toa tiên sinh chư quốc đều đã tham dự chiến sự tấn quốc ta vô cùng lo lắng sợ không lo nỗi mình lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lôi xuống nước nên không thể không tự chuẩn bị bảo vệ chính mình được lời này vừa nói ra lập tức rước lấy một đống ánh mắt khinh bỉ Ừm, đều có lý do. Toa như lai like hừ một tiếng, xem ra bí cảnh thiên đô sắp mở ra kia không đúng lúc rồi, mở ngay thời điểm Trư quốc đại chiến. Ta mặc kệ những gì các ngươi nói là lý do hay lấy cớ, nhưng quy tắc là quy tắc, nếu không có quy tắc ước thúc, xui xẻo vẫn chính là các ngươi. Cho nên trước khi các vị thánh tôn lên tiếng, tất cả đều phải xử lý theo quy tắc cũ. Chương 1099, danh sách đề cử 2. Nhưng nếu thật sự muốn làm theo quy tắc cũ, bí cảnh thiên đô mở ra lại xung đột với chuyện trong tay chư vị, trong cận thiên cung có chuyện gì cũng có thể thương lược, đây là một nơi coi trọng quy tắc, không thể miễn cưỡng các ngươi, miễn cưỡng các ngươi cũng là phá hỏng quy tắc. Thế này đi, phiếu miếu các đợt này đến phiên ta trực, mọi người sẽ do ta phán quyết. Cũng không phá hỏng quy tắc, cũng không miễn cưỡng các ngươi, sẽ để tâm cả hai đầu, bắt đầu từ bây giờ, chư quốc ngưng chiến toàn diện, duy trì trạng thái trước mắt của chư quốc không thay đổi, chiến sự đông cứng. Mọi người lập tức chập tung tinh lực làm cho tốt chuyện bí cảnh thiên đô. Sau khi chuyện bí cảnh thiên đô kết thúc, các người muốn đánh thế nào thì đánh, muốn tranh tiếp thế nào cứ tranh, hai chuyện không ảnh hưởng lẫn nhau. Chư vị sau khi trở về, làm lại danh sách tiến vào bí cảnh thiên đô một lần nữa, đừng có ném lên một danh sách giả mù sa mưa lừa gạt ta nữa, đừng để đến lúc đó mọi người đều khó nhìn mặt nhau. Ngưng chiến toàn diện, cả đám xôn xao, bàn luận ầm ý, nhưng cũng chẳng có đường nào phản bác không phải người ta muốn thương lượng với bọn hắn mà là trực tiếp quyết định, dính líu đến chuyện cách cổ thiên hạ, toa như lai trực tiếp đưa ra quyết định như vậy dĩ nhiên là kết quả đã được chín đại trí tôn đồng ý, cho nên không có chỗ thương lượng, nếu không tất nhiên là đã nghe theo kết quả mọi người thương nghị rồi. Trưởng môn các bên có liên quan ai nấy trong lòng đều nhanh chóng suy nghĩ ảnh hưởng lợi hại của phe mình khi chiến sự đóng băng. Còn có một việc, giọng toa như lai lớn hơn mấy phần, đè ép những tiếng bàn bạc ồn ào trong điện, lần này bí cảnh mở ra thật sự hơi không đúng lúc, vừa gặp phải các quốc gia tranh chấp tu sĩ các quốc gia giao chiến tu sĩ tinh nhuệ tử thương không ít nhưng đi bí cảnh có liên quan đến tài nguyên tu hành của tu sĩ trong thiên hạ các vị thánh tôn đã có quyết định để cho chư quốc tăng thêm nhân thủ tiến vào bí cảnh a à, mọi người lại một lần nữa xôn xao tiến vào bí cảnh thiên đô vốn là đối mặt với một trận tranh đoạt huyết tinh mỗi lần bí cảnh mở ra đều khiến ho các phái tổn thất nặng nề tăng thêm nhân thủ có nghĩa là sao có nghĩa là muốn tăng thêm tổn thất của các phái có một số việc kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là không ai dám nói toạc ra mà thôi, chín đại trí Chí tôn làm ra chuyện như vậy, vốn là đang tiêu hao lực lượng tu sĩ trong thiên hạ, bảo vệ địa vị thống trị của bọn họ, hôm nay lại một lần nữa tăng giá, trong lòng mọi người đều bất mãn. Chư vị yên lặng, toa như lai một lần nữa lên tiếng để ép động tính trong điện, chư vị không nên nghĩ nhiều, không phải tăng thêm nhân thủ trong các phái, vì lần này chiến sự tiêu hao, các vị thánh tôn suy nghĩ cho các phái, lần này phá lệ tăng thêm 1.000 tán tu tinh nhuệ trong số các tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô. Danh sách đề cử tán tu vẫn do các vị đang ngồi đây đề cử. Vừa nghe nói cử người trong tán tu, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Có trong lòng người thậm chí đã mò mẫn ra vài ý nghĩa nào đó. Nhiều năm trôi qua, trong số các tán tu đúng là đã tích lũy được nhóm cao thủ, cẩn thận từng ly từng tí đặt mình đứng ngoài phân tranh, nhưng xem ra vẫn bị chín đại trí tôn dòm ngó, muốn nhân cơ hội lần này lôi xuống nước, chắc nếu không có sự cố ngoại ý muốn lần này, chín đại trí Chí tôn cũng muốn ta tay làm suy yếu từ phương diện khác. Có người lên tiếng nói, tòa tiên sinh, tán tu không môn không phái, không chịu ước thúc của nước nào, bảo chúng ta đề cử thì đề cử thế nào, là đề cử tán tu trong cảnh nội bổn quốc sao. Toa như lai, đã không chịu ước thúc của nước nào thì đề cử của chư vị dĩ nhiên cũng không bị ước thúc trong nước. Lại có người nói, nếu như vậy, trên danh sách mọi người đề cử lên e là sẽ có vài cái tên trùng lập, nếu trùng lập thì sợ không đủ ngàn người. Toa như lai, like, đơn giản, để công bằng, trừ vị phải vất vả một chút, danh sách tán tu sẽ nêu ra ngay tại đây. 30 người ngồi đây mỗi người đưa ra 40 cái tên, kết quả cuối cùng sẽ được trừ những cái tên trùng nhau. Nhưng đầu ra hiệu, hầu bút mực giấy nghiên, ông ta vừa nói, lập tức có người chấp hành, rất nhanh có một đội người nâng bút mực giấy nghiên đi vào, phân phát đến bàn từng người. Ngay sau đó lại có từng giá gỗ được đưa vào điện, chuẩn bị để treo danh sách đề cử lên để loại trừ trùng lập mặc dù đề cử danh sách tán tu nhưng cũng không phải là việc nhỏ. Trong tán tu cũng có dính đến người quen hoặc bằng hữu của mọi người, hoặc là kẻ có dính đến lợi ích, hoặc sẽ dính líu đến lợi ích khi vào bí cảnh thiên đô, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên, trước khi hạ bút đều cúi người bàn bạc với các trưởng môn khác trong nước mình, có vài người thậm chí còn bàn bạc với môn phái nước khác. Toa như lai không nhìn những cảnh này mà có người bưng rượu tới, ông ta ngồi trên cao, chậm rãi tự rót tự uống, chờ đợi. Sau khi mọi người bận rộn một lúc, danh sách đề ra được người của phiếu miếu các thu lại, để bày tỏ sự công bằng, nó được sao lại lên bảng gỗ trưng ngay trước mặt mọi người. Sau khi công bố kết quả, mọi người vây trước bảng gỗ xem, phát hiện trên bảng gỗ hầu hết là những tán tu có mặt trên đan bảng. Bắt các trưởng môn đề cử ngay tại chỗ, không cho trở về bàn bạc trong môn dĩ nhiên là ai nấy đều viết ra những cái tên mình biết. Trên danh sách đúng là xuất hiện rất nhiều tên chung, cùng lâm sách nhìn chằm chằm ván gỗ tập hợp ra một cái tên, khóe miệng co giật. Những cái tên được trùng lập đằng sau đều vẽ một ô vương để tính số lần trùng lập, trên ván gỗ bất ngờ có tên Nhiêu Hữu Đạo, đằng sau cái tên không nhiều không ít có ba ô vuông cũng có nghĩa là trong 30 người ngồi đây có 12 người đề cử Nhiêu Hữu Đạo. Trong 30 trưởng môn đứng hàng phiếu miếu các của thiên hạ có đến 12 người đề cử Nhiêu Hữu Đạo. Trong 30 trưởng môn đứng hàng phiếu miếu các của thiên hạ có đến 12 người muốn hại chết Nhiêu Hữu Đạo. Cung lâm sách thật sự cạn lời, đây chắc chắn không phải nhân tốc gì khác, không phải muốn đề cử trợ lực vào bí cảnh thiên đô tranh đoạt lợi ích mà thực lực kia của Ngưu Hữu Đạo khiến 12 người đề cử này muốn hại chết Ngưu Hữu Đạo. Đợt này lại đột nhiên có chuyện để tán tu vào bí cảnh thiên đô đã vượt qua dự đoán trước đó của cung lâm sách, hơn nữa còn có người tiến cử Ngưu Hữu Đạo, tu vi của Ngưu Hữu Đạo có thể được coi là tán tu tinh nhuệ sao. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, có người đề cử Ngưu Hữu Đạo cũng không khó lý giải, Ngưu Hữu Đạo lăn lộn đến giờ, những gì hắn làm chắc chắn đã chọc cho vài người không vui. Điều khiến ông ta giật mình là, lại có những 12 người tiến cử hắn, điều này nằm ngoài dự liệu của ông ta, nhiều hữu đạo đã đắc tội nhiều người vậy sao? Suốt cuộc là 12 người nào đề cử nhiều hữu đạo? Cung lâm sách thầm tính toán, ba phái lớn tống quốc bị mông sơn minh đánh cho thảm bại muốn nhân cơ hội diệt trừ nhiều hữu đạo đứng sau mông sơn minh có thể lý giải được, có thể tính ba nhà này. Hiện nay triệu quốc đang đối mặt với Nam Châu Thống lĩnh Yến quốc công kích, Ba phái lớn của triệu quốc ra tay với nhiều hữu đạo cũng không quá bất ngờ, có thể tính cả ba nhà này. Hàn Quốc muốn ra tay với thế lực Nam Châu của Yến Quốc cũng có thể lý giải, ba phái lớn của Hàn Quốc cũng có thể tính hết. 9. Còn ba nhà nữa, đang giao chiến với triệu quốc, tiêu giao cung và linh kiếm sơn hẳn là không muốn tự làm loạn mình trong thời điểm này. Thiên hỏa giáo của Tề Quốc, như hữu đạo đã thương đệ tử thiên hỏa giáo, khiến thiên hỏa giáo mất mặt, cũng có thể miễn cưỡng tính cả Vũ Văn Yên trưởng môn thiên hỏa giáo rõ ràng tính ra chỉ 10 người, ngoài ra còn hai nhà nào nữa. Trường 1100 vẫn rất được người ta thích. Cung lâm sách nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, không biết ngưu hữu đạo có ngầm đắc tội với ai không, vì thiệu bình ba kia nên có cả ba phái lớn của tấn quốc. Hay là trận chiến với tống quốc ngưu hữu đạo phá kỳ chiêu của vạn thú môn đã để vạn thú môn biết, trong này có cả phần của vạn thú môn. Trong lòng cung lâm sách hiểu, trong này chẳng phải ân oán cá nhân của ngưu hữu đạo với người khác, giữa nghiêu hữu đạo và những trưởng môn này chẳng có ân oán cá nhân gì cả đơn thuần là do cuốn vào trong đại thế nên bị người ta tiện tay cào luôn thôi tính đi tính lại không thể xác định được trong bản danh sách đề cử không ghi tên không ai biết được ai đã đề cử càng không thể biết lý do đề cử giờ có ngẫm nghĩ xem ai đề cử đã không quan trọng nữa mấu chốt là nghiêu hữu đạo đã nằm trong danh sách như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của tử kim động ông ta Tử Kim Động còn trông cậy vào chuyện thu phục Ngưu Hữu Đạo tiện thể nắm quyền khống chế Nam Châu kia, giờ nhiều trưởng môn muốn giết Ngưu Hữu Đạo như vậy, sau khi những thế lực này vào bí cảnh Thiên Đô, kết cục của Ngưu Hữu Đạo có thể tưởng tượng được. Ngưu Hữu Đạo ơi Ngưu Hữu Đạo, ai bảo ngươi chủ trừ, đã bảo ngươi gia nhập Tử Kim Động ta sớm một chút ngươi cứ chủ trừ làm gì, giờ thì hay rồi chứ. Cung Lâm sách âm thầm cười khổ, chủ trừ không gia nhập Tử Kim Động là để tránh bí cảnh Thiên Đô, kết quả vì điều này mà khó thoát một kiếp đây gọi là thông minh quá bị thông minh hại sao. Có điều ông ta cũng biết, mấy chuyện thế này chẳng ai có thể suy đoán được. Trước khi chưa bại lộ phải gia nhập từ kim động mới được, nếu không tiêu giao cung và linh kiếm sơn sẽ làm. Ánh mắt cung lâm sách dịch chuyển khỏi tên nghiêu hữu đạo, đi nhìn những cái tên khác, có một cái tên khiến mắt ông ta sáng lên, dường như nhìn thấy chút hy vọng, triệu hùng ca. Trên danh sách có khá nhiều tên trùng, tên nghiêu hữu đạo không phải là cái tên trùng nhiều nhất, thậm chí có vài cái tên được tất cả mọi người đề cử. Triệu Hùng ca chính là một trong số đó, cả 30 người đều đề cử y. Triệu Hùng ca ông ta biết, đã ra mặt giúp Nghiêu Hiếu Đạo ở Mao Lư Sơn Trang, quan hệ giữa hai người không cần nghĩ có thể biết. Triệu Hùng ca vào tất nhiên sẽ giúp đỡ Nghiêu Hữu Đạo. Có cao thủ như Triệu Hùng ca hỗ trợ, cộng thêm thực lực của tử kim động ông ta, chưa hẳn không thể bảo vệ được an toàn của Nghiêu Hữu Đạo. 30 người, mỗi người đề cử 40 người, tổng cộng 1,200 người, kết quả sau khi loại bỏ trùng tên vẫn còn thiếu hơn 200 người toa như lai cầm danh sách thống kê đi xuống bậc thang các trưởng môn vây quanh trước tấm bảng gỗ nhường ra một con đường toa như lai đi qua đi lại trước mấy tấm bảng gỗ một lúc cuối cùng dừng trước một tấm bảng gỗ lấy một viên phấn vạch lên một cái tên một cái tên bị gạch mất chính là tên triệu hùng ca mọi người kinh ngạc không hiểu là có ý gì toa như lai ném phấn cho thủ hạ lạnh nhạt nói triệu hùng ca không nằm trong danh sách đề cử vì sao không nằm trong danh sách đề cử không giải thích cũng không có lý do Mặc dù ông ta nói cận thiên cung là nơi nói đạo lý, nhưng khi không nói đạo lý thì vẫn không nói đạo lý, không cần lý do, đây là quy tắc ngầm tự hiểu với nhau. Có điều có người đã đoán, triệu hùng ca có dính tới ma giáo, chín đại trí Chí tôn có một vị xuất thân ma giáo, không biết có phải hai điều này liên quan với nhau không? Cung lâm sách trợn tròn mắt, ông ta không biết nên nói nhiều hữu đạo xui xẻo hay nên nói nhiều hữu đạo số khổ. Vừa nghĩ đến chuyện nhiều hữu đạo vào bí cảnh thiên đô sẽ có trợ lực lớn như triệu hùng ca bảo vệ, kết quả trong nháy mắt nói không có liền không có. Ông ta không cam tâm, đã đứng ở đây thì ai cũng có quyền phát ngôn, ông ta vẫn nên tranh thủ một chút, lúc này chỉ vào một cái tên lên tiếng nói, toa tiên sinh, theo ta được biết, như hiểu đạo chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, không đáng coi là tinh nhuệ gì trong tán tu, để hắn vào không thích hợp, ta đề nghị hủy bỏ. Như hiểu đạo, 12 người đề cử, khá được mọi người yêu thích đấy chứ. Ánh mắt toa như lai nhìn vào cái tên của Ngưu Hữu Đạo lầm bầm ông ta không xa lạ gì người này hơn nữa còn đã biết khá sớm lúc vẽ tranh cho nữ nhi ông ta ông ta đã từng có nghe nói biết nữ nhi thích tranh của nghiêu hữu đạo ông ta từng có ý định mời hắn đến trích tinh thành ai ngờ nghiêu hữu đạo lại bị quấn vào tranh chấp lợi ích của thiên hạ nên ông đã từ bỏ quyết định kia vốn nghiêu hữu đạo cũng có thể được coi như người của phiếu miếu các vì vậy ông ta đã sớm chú ý đến nghiêu hữu đạo thấy nghiêu hữu đạo bị nhiều người đề cử như vậy ông cũng khá bất ngờ cung lâm sách thầm nói trong lòng đây mà gọi là được nhiều người yêu thích gì chứ, rõ ràng là bị người ta hãm hại mà. Một câu khá được mọi người yêu thích khiến không ít người cười ha ha, đều biết nói là nói mát. Toa như lai quay đầu nhìn về phía cung lâm sách, ánh mắt quét qua đám người, rõ ràng đang hỏi ý mọi người. Quan cực thái trưởng môn lăng tiêu các lên tiếng, cung trưởng môn, nói vậy cũng không đúng. Tu sĩ trúc cơ kỳ chưa hẳn không phải tinh nhuệ, nghe nói nhiều hữu đạo này là kẻ có khá nhiều thủ đoạn, ta thấy rất thích hợp tiến vào bí cảnh thiên đô, ánh mắt cung lâm sách quét qua, không cần phải nói, có thể xác định trăm phần trăm vị này là một trong số những người đề cử nghiêu hữu đạo, ông ta lập tức phản bác thủ đoạn liên quan gì đến tu vi chém giết. Trong bí cảnh thiên đô sẽ xảy ra cái gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, quan trọng nhất là cứng rắn so thực lực, tu vi cao thấp mới là tiêu chuẩn xác định có tinh nhuệ hay không. Lúc nói những lời này không ngừng dưa mắt ra hiệu Long Hưu và Mạnh Tuyên. Long Hưu và Mạnh Tuyên hiểu ý ông ta, không muốn chiến sự với triệu quốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao cũng chỉ đóng băng chiến sự sau khi kết thúc bí cảnh thiên đô vẫn phải đánh tiếp liền quyết định hát đệm không để một vài kẻ đạt được mưu đồ cung trưởng môn tu vi cảnh giới cũng không đại diện cho thực lực chém giết ta nghe nói như hữu đạo lúc lấy thủ cấp trên cổ yến sứ ở triệu quốc là ở giữa một đám hộ vệ mà vẫn dễ như lấy đồ trong túi đây không phải thực lực thì là gì đây là cái lý gì ngay cả đệ tử thiên hỏa giáo đều không phải đối thủ của hắn có thể thấy thực lực không tầm thường hoàn toàn chính xác nên được coi là một tinh nhuệ trong tán tu Nghiêu hữu đạo này xuất thân từ Mao Lư Sơn Trang, nhưng trước nay chưa từng nghe thấy giao thủ thua trận toàn nhảy nhót gây sự khắp nơi, có thể thấy khá tin vào thực lực của bản thân. Không sai, nghiêu hữu đạo thực sự nên được coi là tinh nhuệ trong tán tu. Long Hưu và Mạnh Tuyên có mở miệng hát đềm cũng vô dụng, chủ đề vừa mở ra, người tán thành nghiêu hữu đạo là tinh nhuệ tán tu không chỉ 12 người, cùng lâm sách tính sơ sơ cũng có 15 người. Chắc là trước đó có người còn chưa nhớ đến nghiêu hữu đạo, nếu giờ được đề cử lần nữa. Có thể còn hơn 20 người đề cử. Cận Thiên cung, trong tình huống nói lý, thiểu số phải phục tùng đa số, có vài người chuyện chẳng liên quan đến mình, loại trừ những người chỉ xem náo nhiệt này, riêng đề cử Nưu Hữu Đạo đã có hơn 12 người, vậy nói giúp Nưu Hữu Đạo có bao nhiêu chứ? Kết quả quá rõ ràng, toa Như Lai nghe mọi người bàn luận liền mở miệng nói, "Được, còn thiếu gần 200 người, ngoài những tán tu đã được liệt tên, mọi người đề cử thêm đi, mau chóng bổ sung cho đủ ngàn người." Ông ta đã nói vậy, cung lâm sách liền biết xong rồi, nghiêu hữu đạo khó thoát kiếp nạn này. Cung lâm sách rất muốn nói nghiêu hữu đạo đã là đệ tử tử kim động nhưng nhìn toa như lai, long hưu và mạnh tuyên một cái, cuối cùng vẫn kìm lại. chương 1101, Ngọc Thương gấp 1. Đợi sau khi đề cử đủ 1.000 tán tu, toa như lai dặn dò mọi người lập tức truyền đạt đến khắp nơi trong trích tinh thành, dán thông báo công bố, ra lệnh cưỡng chế các tán tu có tên ngày bí cảnh thiên đô mở ra phải vào, kẻ trái lệnh, chu sát, danh sách đề cử của môn phái các nước, sau khi chư vị quay về hãy làm lại. Thời gian không nhiều lắm, trong vòng 5 ngày, ta muốn nhìn thấy danh sách chắc chắn. Toa như lai vứt lại một câu, cứ vậy bỏ đi trong cái nhìn chăm chú và hành lễ của mọi người. Thời gian cấp bách, trưởng môn các phái cũng không ở lâu, lần lượt rời đi, từng con phi cầm cỡ lớn bay ra khỏi phiếu miếu các. Trong phủ thừa tướng Tống Quốc, tử bình hưu thừa tướng vội vàng đi đến một tiểu viện trang nhã. Giả vô quần mặt mày trắng bệch, ốm yếu nằm tính dưỡng trên chiếc ghế nằm dưới tảng cây, sững sờ nhìn từng phiến lá rơi xuống. Tiên sinh, ngưng chiến, ngưng chiến, phiêu miếu các truyền lệnh thiên hạ, đóng băng chiến sự. Tử Bình Hưu cúi người thông báo tin vui với giả vô quần nằm trên ghế nằm. Giả vô quần lấy lại tinh thần, cố gắng đứng dậy, tử Bình Hưu vội vàng chạy tới đỡ ông ta. Giả vô quần ngồi dậy cầm bút trên bàn bên cạnh, chấm mực viết một hàng chữ, xem ra ta đi chuyến này không phí công. Tống Quốc có cơ hội lấy hơi rồi, ừm, ừm tử bình hưu liên tục gật đầu nhìn bộ ông ta như sắp rơi cả nước mắt một người đang yên đang lành lại thành ra như vậy giả vô quần đã không thể nói chuyện nữa đầu lưỡi đã bị phiếu miếu các cắt rồi tội là ông ta đã đi phiếu miếu các ý đồ thuyết phục phiêu miếu các ông ta chạy tới phiếu miếu các dĩ nhiên không phải mũi tên bắn không đích trước là nghĩ cách cứu giải nguy cơ cho tống quốc sau khi biết được danh sách vào bí cảnh thiên đô của ba phái lớn tống quốc suy đoán danh sách báo lên của các môn phái nước khác cũng sẽ có phản ứng dây chuyền liền quyết định đi phiếu miếu các coi đây là lý do thuyết phục. Mặc kệ phiếu miếu các có nghe hay không, hoặc tính toán sai lầm thì chỉ là một phàm phu tục tử mà dám có ý đổ với phiếu miếu các, phiếu miếu các là kẻ ngươi muốn lợi dụng là có thể lợi dụng sao? Một cái lưỡi là để trừng trị giáo huấn, đây là vì bối cảnh thân phận của ông ta, dính líu đến tranh phong chư quốc, phiếu miếu các thờ ơ lạnh nhạt đứng bên không muốn tham gia, nếu không e là khó giữ được mạng chỉ cắt một cái lưới của ông ta ngay cả cuống lưới cũng cắt ném xuống ngay tại chỗ cho thú nuôi của phiếu miếu các thưởng thức lúc đó máu chảy ra từ miệng ông ta rất nhiều đau đến bất tỉnh người cũng bị ném ra khỏi phiêu miểu các cũng may được tu sĩ hộ tống cứu giúp mới có thể bảo vệ được cái mạng chờ đến khi ông ta tỉnh lại phát hiện mình đã về đến phủ thừa tướng đồng thời cũng biết mình đã không thể nói chuyện được nữa tổn thương trong miệng đã tạo thành sự thống khổ người ngoài không cách nào tưởng tượng được cho ông ta bây giờ ông ta ngay cả việc ăn uống cũng rất phiền phức rất dễ chạm đến vết thương cần tu sĩ thi pháp hỗ trợ trước đó ông ta không biết mình thuyết phục có tác dụng hay không bởi vì ông ta căn bản không gặp được chủ sự của phiêu miễu các lấy thân phận người của phủ thừa tướng tử bình hưu nước tống ông ta cũng chỉ gặp được một quản sự bên dưới mà thôi cuối cùng biến mình thành cái dạng như vậy lúc này ông ta xem như đã thỉnh giáo được sự bá đạo của phiêu miểu các luôn từ trên cao nhìn xuống bây giờ nghe được tin tức tốt ông ta cảm thấy việc mình mất đi một cái lưới cũng không uổng phí, ngoại trừ một số người nước tống, người trong thiên hạ không ai phát giác được kết quả ông ta đến phiêu miếu các lần này có ý nghĩa đối với thiên hạ như thế nào. Ban đầu phiêu miếu các đối với danh sách báo cáo của các nước cũng không quá để ý, cho đến khi giả vô quần xuất hiện, giả vô quần xuất hiện đã khiến cho phiêu miếu các phải chú ý danh sách, vì thế mới có chuyện triệu tập các trưởng môn đến phiêu miếu các. Chỉ vì một hành động nhỏ của giả vô quần danh sách báo cáo của các nước nặng thêm thì không nói phiêu miếu các ôm cỏ đánh con thỏ nhân cơ hội này chỉnh đốn lại tán tu trong thiên hạ tử bình hưu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt ông ta đau lòng thật sự nói giả vô quần là mưu sĩ tâm phúc của ông ta thật ra từ nhỏ giả vô quần đã lớn lên trong tử phủ cũng được xem là bạn bè thân thiết ông ta có thể leo lên địa vị như ngày hôm nay công lao của giả vô quần là không thể bỏ qua không nghĩ đến bây giờ lại bị giày vò thành như vậy trong nhà ban đầu là con rể chết trận Tiếp theo là con gái tự vận. Cháu ngoại trai và cháu ngoại gái ngày nào cũng khóc lóc đòi gặp cha mẹ. Bây giờ, ngay cả người bạn thân cũng trở nên như thế, bất hạnh liên tiếp kéo đến, làm sao mà không khổ sở chứ? Ông ta buông thõng tay xuống, nói, "Bệ hạ tưởng nhớ công lao của tiên sinh, muốn đích thân đến thăm hỏi, tiên sinh hãy chuẩn bị đi." Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông ta vội vàng đến đây. Giả vô quần mở to mắt, chợt cười khổ biết tử bình hưu nhất định đã khoe công lao chiến tích của ông ta trước mặt hoàng đế vội cầm bút viết xuống thừa tướng muốn hại ta sao hành động lần này của ta đã đắc tội không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ không thể dương danh được tử bình hưu ngạc nhiên sau đó chợt hiểu ra cái gì bên trong phù phương viên nghe phiêu miếu các đột nhiên truyền lệnh đóng băng chiến sự ngọc thương như phát mộng nhất thời khó mà lấy lại tinh thần ông ta đã thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị chạy đến chỗ điền chính ương và mã trường an ở nước triệu Hiểu Nguyệt Các cũng đã chính thức khởi sự lên đài, xe ngựa trong viện cũng đang vận chuyển đồ đạc. Trước giờ, Phiêu Miếu Các đối với chuyện này luôn thờ ơ, lạnh nhạt. Đóng băng chiến sự, nói đùa cái gì vậy? Ông ta còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội hỏi lại một lần nữa. Độc Cô tính thở dài, theo lời đồn, bởi vì bí cảnh Thiên Đô sắp mở ra, các nước vì chuyện chiến sự mà giữ lại các tu sĩ tinh nhuệ, không nộp lên danh sách tu sĩ sẽ tiến vào bí cảnh, làm cho Phiêu Miếu Các không được cao hứng phiêu miểu các lập tức hạ lệnh đóng băng chiến sự, để chư quốc lập ra danh sách, đợi chuyện bí cảnh được giải quyết xong thì tiếp tục chiến tranh. Sau khi nghe cặn kẽ tình huống, Ngọc Thương vô thức lau chán một cái, thiếu chút nữa dọa ông ta đổ đầy mồ hôi, ướt sũng cả người. Bây giờ, trong lòng ông ta vẫn còn sợ hãi, nếu tin tức này đến muộn thêm vài ngày, cùng lúc với chuyện bên phía nước triệu, hiểu nguyệt các cũng nổi lên mặt nước, khi đó phiêu miểu các đã đóng băng chiến sự, hiểu nguyệt các trồi lên, chưa làm được gì đã phải quay về tay không khi đó sợ là sẽ chết rất thảm việc này đúng là hù chết người ngọc thương ôm ngực cảm thấy may mắn cũng may cũng may sự việc xem như đến kịp thời nếu đến muộn một chút hậu quả khó mà lường được bây giờ vấn đề đóng băng không lớn chỉ cần duy trì nguyên trạng là tốt rồi ý của bọn họ là sau khi chuyện bí cảnh được giải quyết xong chiến sự trước mắt chú định vẫn còn có thể tiếp tục khi đó chúng ta vẫn có thể thúc đẩy được chuyện của mình cũng chỉ là tạm thời ngưng lại mà thôi, ảnh hưởng không lớn. chúng ta đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm một lát nữa cũng không sao. ông ta hỏi tiếp, người vừa mới nói cái gì? lần này ngay cả tán tu cũng muốn tiến vào bí cảnh thiên đô. hai tay đầu cô tĩnh dâng lên một bản danh sách, đây là bản sao chép danh sách thông báo được phát ra của phiêu miểu các. theo tin tức đáng tin cậy, cũng bởi vì nguyên nhân chiến sự của các nước, hao tổn không ít tu sĩ tinh nhuệ, phiêu miểu các cân nhắc đến nguyên nhân này để bổ sung cho khả năng có thể không đủ, đã phá lệ triệu tập một triệu tán tu tinh nhuệ tiến vào bí cảnh. Danh sách tán tu là do 30 thành viên dự thính của phiêu miểu các cùng nhau đề cử, phần lớn đều là tán tu nổi tiếng trên đan bảng. chương 1102, Ngọc Thương gấp 2. Chẳng lẽ ta cũng nằm bên trong, Ngọc Thương thấy sắc mặt độc cô tĩnh không tốt, cảm thấy không ổn, kinh ngạc hỏi một câu, đồng thời cầm lấy danh sách để xem. Độc cô tĩnh lắc đầu, tên của sư tôn không có trên bảng, có thể thấy được trưởng môn các phái vẫn nể mặt sư tôn. Huống chi, nếu sư tôn tiến vào, dựa vào những gì mà sư tôn tạo ra trong mấy năm qua, thế lực khắp nơi nhiều ít cũng phải nể mặt sư tôn mấy phần, cũng không đến mức làm khó sư tôn bên trong bí cảnh thiên đô. Nghe nói không có tên mình, Ngọc Thương nhẹ nhàng thở ra, sốt ruột xem lại danh sách. Ai ngờ độc cô tính lại bổ thêm một câu, như hữu đạo cũng có tên trong danh sách. Việc như hữu đạo tiến vào bí cảnh thiên đô, tránh không được, mà cũng không dám tránh. Ngọc Thương nhướng mắt nhìn gã, sau đó tiếp tục xem lại danh sách, cuối cùng thấy được ba chữ nghiêu hữu đạo trong một ngàn cái tên tán tu, cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ mặt run rẩy. Ông ta rốt cuộc đã hiểu vì sao sắc mặt của độc cô tĩnh lại nhìn không tốt. Đúng, việc đóng băng chiến sự sẽ có ngày kết thúc. Mưu đồ của hiểu nguyệt các sẽ theo đó mà tiếp tục, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng quan trọng là, nhân vật mấu chốt trong kế hoạch của hiểu nguyệt các là nghiêu hữu đạo đã xảy ra vấn đề nếu nghiêu hữu đạo phải tiến vào bí cảnh thiên đô một khi hắn xảy ra chuyện trong đó kế hoạch của hiểu nguyệt các xem như xong đời điền chính ương và mã trường an dưới sự bố trí của hiểu nguyệt các muốn khởi động nhất định phải phối hợp với hoàn cảnh bên ngoài hai triệu nhân mã dưới trướng hai người là người của nước triệu không bị ảnh hưởng bởi lời nói bên ngoài rất khó quản lý một khi điền chính ương và mã trường an bắt đầu hành động nước triệu không có khả năng bỏ mặc chuyện xảy ra như thế đã đến nước này rồi cái gì là xâm lược nước yến chính bản thân mình còn muốn gãy tay gãy chân làm gì có chuyện để người khác cắn vào miếng thịt mỡ của mình chứ tất nhiên là phải ổn định bên trong trước nội bộ bất ổn sẽ không có thể lực đối phó với bên ngoài đến lúc đó nước triệu sẽ làm như thế nào là có thể đoán được tất nhiên sẽ tiến hành thỏa hiệp khuất nhục nước yến hoặc làm ra sự nhượng bộ tương đương nước yến cũng là nỏ mạnh hết đà cùng nhau chết cũng không phù hợp với lợi ích của nước yến chỉ cần làm cho nước triệu nhượng bộ nhân mã nước yến tất sẽ rút về để đối phó nước hàn Bây giờ, nước Yến không còn cách nào, mới mặc kệ nước Tống và nước Triệu khai chiến. Phàm là một khả năng nho nhỏ, cũng sẽ không để cho nước Hàn chiếm đoạt nước Tống một cách dễ dàng. Sau khi đã giải quyết mối nguy nước Triệu xong sẽ quay đầu liên thủ nước Tống đối phó nước Hàn. Đến lúc đó, hiểu nguyệt các có cầu nước Yến như thế nào cũng vô dụng. Đây không giống như chuyện cho nghiêu hữu đạo 20 triệu kim tệ là có thể giải quyết được. Đối mặt với lợi ích nước Yến, liên quan đến lợi ích lâu dài của trên dưới nước Yến, bao gồm luôn cả ba đại phái nước yến không thể nào phối hợp với hiểu nguyệt các một khi nước triệu quyết định nhượng bộ nước yến cái giá mà nước triệu phải trả khẳng định không chỉ hai chục triệu kim tệ người ta có thể có được nhiều thứ hơn từ nước triệu lại còn có thể bảo vệ lợi ích của mình lâu dài sao có thể vì chút đồ hiểu nguyệt các ngươi cho mà có thể bị thu mua mấu chốt trong chuyện này chỉ có nghiêu hữu đạo chỉ khi nào nghiêu hữu đạo phát lực mới có thể tranh thủ được hai triệu nhân mã cho hiểu nguyệt các bọn họ cũng đã thương lượng với nghiêu hữu đạo ngay cả tiền cũng đã cho hắn. Bây giờ xuất hiện chuyện này, chuyện gì đang xảy ra thế? Cũng không phải Nghiêu Hữu đạo quyệt nợ, số tiền này xem như không thể lấy trở lại, trừ phi quan hệ giữa mọi người nhất phách lưỡng tán một phát đứt luôn thì còn tạm được. Với lại Ngọc Thương cũng không định thu lại số tiền này, ông ta chỉ muốn Nghiêu Hữu đạo giúp ông ta sáng tạo hoàn cảnh mà thôi. Đối mặt với mưu đồ đã khổ tâm chuẩn bị nhiều năm như thế của Hiểu Nguyệt Các chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, hai chục triệu kim tệ tính là gì chứ? nếu không phải như hữu đạo thống khoái, phàm là hắn kiên trì thêm chút nữa, đừng nói hai chục triệu, năm chục triệu ông ta cũng sẽ đưa cho. Một gậy đánh xuống của phiêu miểu các đã đánh ngọc thương đến hồ đồ, gương mặt ảm đạm, hận đến nghiến răng, đám xúc sinh phiêu miểu các này, không phải muốn nhân cơ hội này làm suy yếu tán tu sao. Sư tôn, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Độc cô tính hỏi, ngọc thương nhìn chăm chú bản danh sách trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, như hữu đạo cũng chẳng phải thứ tốt. Nhưng bây giờ, Binh Quyền và Nhân Mã nước Yến đều nằm trong tay Thương Triều Tông và Mông Xuân Minh. Nhân Mã Nam Châu nắm giữ toàn bộ chiến sự nước Yến, mà Ngưu Hữu Đạo lại có lực ảnh hưởng tuyệt đối đối với những người này. Trong thời điểm mấu chốt, cái tên khốn kiếp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó tuyệt không thể để xảy ra chuyện gì. Sở dĩ mắng Ngưu Hữu Đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là vì ông ta cảm thấy Ngưu Hữu Đạo làm việc không chính thống. Trước đó, Hiểu Nguyệt Các giúp Ngưu Hữu Đạo giải quyết nhiều chuyện như thế, đến khi có việc cần nhờ hắn nhớ lại ân tình trước kia mà báo đáp một hai, ai ngờ hắn còn mở miệng đòi tiền. Lý do đưa ra lại rất đàng hoàng, là giúp Nghiêu Hữu Đạo đánh trận, yêu cầu quân phí, người cho hay không cho. Độc cô tính dầu dĩ nói, việc này rất khó xử lý, cơ hồ không còn cách nào. Phiêu miểu các đã dán thông báo, tuyệt không có khả năng thu hồi. Chúng ta chẳng tính là gì trong mắt phiêu miểu các, hoàn toàn không chi phối được thái độ của họ. Nghiêu Hữu Đạo cũng không cách nào thoát khỏi một kiếp, giả chết cũng vô dụng cho dù có giả chết, đoán chừng cũng sẽ bị ném vào bí cảnh thiên đô. Năm đó ủng hộ Thiệu Bình Ba, về sau lại giúp Nhiêu Hữu Đạo, là vì cái gì? Thế lực của hắn ở Nam Châu mấy năm qua đối với chúng ta quá quan trọng. Hắn tuyệt không thể xảy ra việc, Ngọc Thương Phùng dâu trợn má nhấn mạnh, nói với độc cô tính, bên ngoài chúng ta không có cách, vậy thì nghĩ cách bên trong bí cảnh thiên đô, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hắn, nhất định phải để cho hắn sống thật khỏe mạnh trở về. Tóm lại, quyết không thể để cho hắn xảy ra chuyện hiểu chưa độc cô tính gật đầu đệ tử hiểu trong danh sách tán tu cũng có một số người của chúng ta đệ tử sẽ nhanh chóng liên hệ trước mắt danh sách của các phái vẫn còn chưa có chờ danh sách có rồi xem có người của chúng ta nữa hay không nếu có thì sẽ bố trí như vậy còn chưa đủ nhất định phải ổn thỏa ngọc thương khoát tay trưởng môn các phái cũng có giao tình với ta ngươi hãy giúp ta liên lạc lần này ta phải vác cái mặt mo của mình mà đánh bạc hắn là công tử của lão sư, và đây cũng là lý do tốt nhất để ta ra mặt. Độc cô tính cảm khái trong lòng, đoán chừng cho dù bản thân sư phụ tiến vào bí cảnh thiên đô, cũng chưa chắc đã quan tâm như vậy. Bây giờ vì nhiều hữu đạo mà làm châu làm ngựa, cũng không biết nhiều hữu đạo có sốt ruột hay không. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám gấp, gã lập tức gật đầu, vâng, đệ tử sẽ đi sắp xếp ngay. Ngọc Thương nói, khoan đã, đừng vội liên lạc, trước đưa tin cho nhiều hữu đạo, nói cho hắn biết ta muốn gặp mặt hắn để nói chuyện. Vừa mới chia tay được có mấy ngày, bây giờ đã vội vã gặp mặt, đúng là bất đắc dĩ mà. Chuyện này viết thư sẽ không rõ ràng, nhất định phải nói trực tiếp. Ông ta phải hỏi Nghiêu Hữu Đạo có chuẩn bị gì hay không, hai bên phối hợp như thế nào. Những chuyện này cần phải làm rõ, nếu không, sẽ dễ dàng gây ra chuyện. Đóng băng chiến sự, Ngô Công Lính cầm tin tức Huệ Thanh Bình đưa tới. Thiên nữ giáo truyền tin tức đến, nội dung trong thư đúng là nằm ngoài dữ liệu của lão ta. Không phải là ngoài dữ liệu một cách bình thường, mà là rất rất không bình thường. Đột nhiên có chuyện như vậy xảy ra, ngay cả nằm mơ cũng mơ không thấy. chương 1103 có chút phát mộng. Huệ Thanh Bình ừm một tiếng, ta đương nhiên không thể biết được nguyên nhân rõ ràng bằng chàng. Ha ha, ban đầu, ngô công lĩnh chỉ hơi mỉm cười, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, vỗ bàn tán dương, ông trời đúng là giúp ta. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta. Ha ha, có một số việc, mặc dù Huệ Thanh Bình không hiểu nhưng sự việc đột một lần này, bà ta lại hiểu rõ, chỉ cần không mốc là có thể thấy thôi. Phiêu miểu các đột nhiên ra lệnh đóng băng chiến tranh, cưỡng chế các bên duy trì hiện trạng không được vọng động can qua, quả thật đã giúp cho ngô công lĩnh nhặt được tiện nghi rất lớn. Đơn giản thôi, chuyện lần này rất thích hợp với hành động của ngô công lĩnh, giống như được sinh ra cho nhau. Phiêu miểu các ra lệnh, ai cũng không dám đánh, nước tống không dám đánh nước yến không dám đánh nước hàn cũng tương tự đương nhiên cho dù nước hàn muốn đánh cũng đánh không được trừ phi nước hàn công phá nước tống hoặc nước yến trước khi đó mới có thể đánh sang bên này sau khi phiêu miểu các đóng băng chiến tranh chuyện này lại càng không có khả năng phát sinh đây chính là cơ hội tốt để ngô công lĩnh mở rộng thế lực địa bàn của mình từ lúc bí cảnh thiên đô mở ra cho đến khi đóng lại cần thời gian một năm một địa bàn to như thế ngô công lĩnh cũng đã hãm hại lừa gạt rất nhiều người cho ông ta một năm buông tay buông chân để làm, cục diện là có thể tưởng tượng được. Tất nhiên sẽ càng giúp cho ngô công lĩnh khống chế được mảnh đất này. Thế cục biến thành như vậy, nước Hàn có làm gì đi chăng nữa cũng không làm gì được ngô công lĩnh, không muốn cho ngô công lĩnh quản lý mảnh đất đó cũng không được. Còn thiên nữ giáo thì như thế nào? Khi gửi tin sang bên này, giọng điệu đã lộ ra sự sốt ruột. Khi ông ta đã ngừng cười, Huệ Thanh Bình lạnh lùng hỏi, ý của Tông Môn là, sợ một mình ta không lo nổi, muốn phái thêm mấy sư tỉ muội đến giúp ta. Ngô Công Lĩnh nói, chiến sự đã bị đóng băng, có chuyện gì mà lo không nổi chứ? Huệ Thanh Bình giải thích, đoán chừng có người đỏ mắt trong tông môn, muốn kiếm một chén canh, chàng cảm thấy như thế nào? Nói xong, bà ta lặng lẽ quan sát phản ứng của Ngô Công Lĩnh. Ngô Công Lĩnh sửng sốt, sau đó hiểu ra, người này đang bất mãn, không muốn ai đến chia chén canh với bà ta hết. Lúc này, ông ta đứng lên ôm lấy vòng eo của Huệ Thanh Bình, bọn họ nghĩ hay thật, có bản lĩnh thì bọn họ cũng gả cho ta như nàng đi. Móng chó đừng đụng vào ta." Huệ Thanh bình gạt tay ông ta ra, "Như vậy cũng tốt, nếu không sợ chết, để ta giúp chàng hỏi một chút." Ngô Công Lĩnh vội sửa lại lời nói, "Nói đùa, nói đùa thôi. Chúng ta là vợ chồng, phù sa không chảy ruộng ngoài, sao có thể tùy tiện để người ngoài hưởng lợi chứ?" "Việc này ta nghe theo phu nhân, phu nhân nói được thì được, nói không được thì không được. Phu nhân muốn thế nào thì thế đó, ta sẽ toàn lực phối hợp." "Phu nhân nàng thấy như thế nào nói xong cánh tay lại ôm vào vòng eo của bà ta lời này nghe dễ chịu vô cùng khiến chân mày huệ thanh bình giãn ra để mặc cho ông ta kéo đi cũng không phản kháng khi mặt đã đối mặt bà ta lạnh lùng hỏi vậy cứ quyết định như thế ta còn có thể không tin phu nhân sao cứ quyết định như vậy đi phu nhân nói sao làm vậy được không ngô công lĩnh nghiêm mặt nói cứ như vậy đi huệ thanh bình nói xong liền gạt cánh tay ông ta xoay người rời đi Ngô công lính kéo tay bà ta lại, phu nhân, là chuyện tốt, cũng nên ăn mừng chút chứ. Huệ Thanh Bình hất tay ông ta ra, chàng muốn ăn mừng như thế nào là chuyện của chàng, ta mặc kệ. Không cần sắp xếp, cứ như vậy mà ăn mừng. Ngô công lính đột nhiên bước lên, chặn ngang Huệ Thanh Bình, ôm ngang khủy tay, cười nói, bình thường phu nhân quản rất chặt, không cho ta đụng phụ nữ khác, bắt người ta nhịn gần chết. Hôm nay gặp được chuyện tốt, tại sao phu nhân lại không hầu hạ ta cho thật tốt chứ? Buông ra, Huệ Thanh Bình giấy ruộng, mặt đỏ bừng lên, phát hiện tên điên này lúc vui cũng giày vò bà ta, lúc buồn cũng giày vò bà ta, đúng là làm cho người ta không thể nói nổi. Bên cạnh còn có đệ tử đang nhìn, bảo bà ta sao có thể chịu đựng chứ. Hai nữ đệ tử đang đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, xấu hổ quay đầu đi, làm như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngô công lĩnh chết sống không buông, trực tiếp ôm người vào thẳng trong phòng. Huệ Thanh Bình cũng đã quen với tên đần này, có chịu không nổi cũng là chuyện thường tình, cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc, tùy ý dẫy dụa một hồi rồi mặc cho ông ta ôm đi giày vò. Sự việc đã đến nước này rồi, có một số việc đã không còn là bí mật. Ngô Công Lĩnh cưới trưởng lão thiên nữ giáo Huệ Thanh Bình đã được truyền khắp giới tu hành, nhất thời tạo nên một trò cười. Như Hữu đạo biết cũng im lặng, còn có chuyện như vậy sao? Hắn thấy Ngô Công Lĩnh này đúng là chẳng biết ăn kiêng gì cả, đồng thời cũng phục Huệ Thanh Bình. Cảm khái cái gì đó, Quản Phương Nghi cầm mấy tờ giấy trong tay, thấy hắn đang đứng lắc đầu dưới tảng cây, lên tiếng hỏi. Ngưu Hữu Đạo thở dài, đột nhiên có thêm một tỷ phu, chuyện gả cưới lớn như vậy cũng không mời ta uống chén rượu, đúng là nghĩ không ra. Ha ha, quản phương nghi nhìn đồ trên tay, cũng thở dài, còn đang suy nghĩ việc này à. Ngưu Hữu Đạo nói, thế sự như một ván cờ mới. Ta thật sự xem thường ngô công lĩnh rồi, vừa mới như chó nhà có tang, bây giờ lại đi đến bước này, ai có thể nghĩ đến chứ. Tốc độ phát triển của ông ta vượt qua dự kiến, người này có thể nói là kiêu hùng quản phương nghi chẳng có lòng dạ nào nhắc đến chuyện này ngươi nên nghĩ lại ngươi đi danh sách người tham gia của các nước đến bí cảnh thiên đô đều bị phiêu miểu các phủ định chư quốc vì chiến sự đã giữ lại tu sĩ tinh nhuệ phiêu miểu các cảm thấy không cao hứng về chuyện này bảo các nước một lần nữa lập lại danh sách nghiêu hữu đạo khinh thường lập lại thì lập lại chó cắn chó một miếng lông việc chẳng liên quan đến chúng ta chúng ta cứ ở một bên xem náo nhiệt là được hắn chẳng quan trọng chuyện này các nước phái tu sĩ tinh nhuệ tiến vào bí cảnh thiên đô càng nhiều càng tốt thương triều tông và mông sơn minh không bị cản tay ngược lại có thể buông tay buông chân mà đánh đánh nam dẹp bắc đánh tới bây giờ năng lực tác chiến điều binh khiển tướng của mông sơn minh và thương triều tông đã được kiểm nghiệm thế lực nam châu đã không phụ lòng kỳ vọng của hắn mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ to lớn mấy năm dốc hết tâm huyết xem như đã có hồi báo quản phương nghi hừ hai tiếng chó cắn chó tầm nhìn của ngài đúng là được mở rộng nhỉ chính ngài biến thành một con chó trong đó ngài vui lắm sao nói xong liền đưa đồ trong tay ra nghiêu hữu đạo cao mày có ý gì cô đang cầm thứ gì vậy tin tức truyền về cũng không nhiều trang như thế quản phương nghi nói trong danh sách tiến vào bí cảnh thiên đô có tên ngài nghiêu hữu đạo xì một tiếng hiển nhiên là không tin có chuyện gì thì nói thẳng đừng đem thứ này mà gạt ta vừa cầm hai chục triệu trong tay lại không vui rồi sao quản phương nghi mở to mắt ngươi không tin Nhiêu hữu đạo cười ha hả, tin cái gì mà tin? Cô hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Bí cảnh thiên đô chỉ có người trong môn phái là có thể đi vào. Một tán tu như ta vào trong, cũng không đủ gây náo nhiệt. Quản phương nghi nhìn chung quanh một chút, cuối cùng than thở, ta nói ngày này, ta không có làm loạn với ngài. Lần này xảy ra chuyện rồi, thật sự đã xảy ra chuyện. Phiêu miểu các chẳng những bảo các nước lập ra danh sách, mà còn tăng thêm danh ngạch một ngàn tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô. Việc này đã được truyền đi trong giới tu sĩ, đang sôi sùng sục kia. Nghe nói cũng vì nguyên nhân chiến sự, nói các nước hao tổn tu sĩ tinh nhuệ quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến chuyện tiến vào bí cảnh thiên đô, vì thế phiêu miểu các đã bảo các nước cử ra một ngàn tán tu tinh nhuệ. Trong danh sách tán tu đề cử có ngài, đồng thời cũng đã dán thông báo chứng thực. chương 1104, đến từ Kim Động 1. Nghiêu hữu đạo sướng sờ, cuối cùng hoài nghi hỏi, thật hay giả? Hắn vẫn không tin, quản phương nghi có chút dở khóc dở cười nhưng cũng có thể hiểu trước giờ chưa từng có chuyện thay đổi quy củ chưa hề có tán tu tham gia bây giờ đột nhiên thay đổi nhất thời không tin cũng là chuyện bình thường bà ta dơ danh sách lên chỉ vào ba chữ nghiêu hiếu đạo đây là danh sách ngài tự xem đi xem có phải là ngài hay không nghiêu hiếu đạo vội cầm lấy thấy có tên mình rồi nhìn tên của những người bên dưới có người đã nghe nói qua có người không như vậy danh sách này là thật hắn như phát mộng cảm thấy quá ngoài ý muốn nuốt nước miếng hỏi tại sao lại như vậy chứ quản phương nghi nói người hỏi ta ta làm sao biết dù sao vừa rồi ta cũng chỉ nghe được nguyên nhân người muốn biết tường tật chỉ sợ phải đến chỗ cung lâm sách để nghe ngóng ông ta là một trong những thành viên của phiêu miểu các khi đề cử danh sách ông ta nhất định có mặt ở đó ông ta chắc chắn sẽ biết rõ ràng ta đã xem qua danh sách rồi phần lớn tán tu trên đan bảng đều có mặt ở trên đan bảng như hữu đạo vội vàng dở danh sách ra xem lại có triệu hùng ca hay không quản phương nhi nói ta biết mức độ của việc này nên có xem qua triệu hùng ca không có bên trong một ngàn cái tên không cách nào xem xong trong thời gian ngắn như hữu đạo tiếp tục hỏi ngọc thương đâu lão già đó có trên danh sách hay không quản phương nhi nói cũng đã xem qua không có ông ta như hữu đạo ngạc nhiên ngẩng đầu tại sao tại sao không có ông ta ông ta cũng có tên trên đan bảng mà Quản Phương nghi nói, chuyện này không phải rất bình thường sao? Dựa vào quan hệ của Ngọc Thương, ai không có việc lại đi đắc tội ông ta làm gì? Những người đề cử, ai mà không biết ông ta là người của Hiểu Nguyệt các chứ? Như Hữu Đạo xem qua danh sách một lượt, đúng là không thấy tên Ngọc Thương, không khỏi nổi giận, tay run run chỉ vào danh sách, cung lâm sách làm ăn cái gì vậy? Người có mặt tại hiện trường cũng không biết ngăn cản sao? Ông ta muốn làm gì thế? Quản Phương Nghi không biết trả lời vấn đề này như thế nào, nhưng vẫn nhắc nhở một câu không chỉ có ngài ta cũng đã chú ý trên danh sách quỷ mẫu và vân cơ cũng có tên nghiêu hữu đạo kinh ngạc hai người bọn họ cũng được xem là tán tu sao quản phương nghi hỏi lại thế ngài cũng được xem là tán tu à nghiêu hữu đạo không phản bác được tình huống của hắn và quỷ mẫu vân cơ không khác gì nhau lắm dưới tay hắn cũng có người tập trung trên một ngọn núi nói là tán tu cũng không phải nhưng lại không thuộc về bất kỳ môn phái nào nếu xét một cách nghiêm ngặt vẫn còn nằm trong phạm vi tán tu thấy hắn đang xem quản phương nghi xích lại lật vài trang giấy chỉ ra vị trí hai cái tên nhìn thấy tên của quỷ mẫu và vân cơ hắn bình tĩnh lại trầm giọng nói cô hãy liên lạc xem cung lâm sách đang ở đâu ta muốn gặp ông ta cũng muốn biết tình huống danh sách đề cử quản phương nghi nói bây giờ ngài lộ diện có an toàn không nghiêu hữu đạo đáp phiêu miểu các hạ lệnh đóng băng chiến sự tên của ta cũng đã nằm trong danh sách đây chính là bùa hộ thân bây giờ chỉ sợ là thời điểm an toàn nhất của ta quản phương nhi ngẫm lại thấy cũng đúng văn mặc nhi đang nằm trong tay chúng ta nàng ta tốt xấu gì cũng là con gái nuôi của cung lâm sách đi gặp cung lâm sách hẳn là an toàn dứt lời bà ta quay người đi nghiêu hữu đạo ngồi xuống bình tĩnh lấy danh sách ra xem từng cái tên nếu sự việc đã không cách nào thay đổi cũng chỉ có thể đối mặt tây môn tình không nghiêu hữu đạo thì thầm lại thấy được một cái tên khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn Đệ nhất cao thủ đàn bảng Tây Môn Tình Không, tùy tùng thiếp thân của nữ tướng nước vệ huyền vi. Ngay cả Tây Môn Tình Không cũng có tên trong danh sách, theo lý nước vệ hẳn phải nghĩ hết biện pháp để ngăn cản mới đúng chứ. Chẳng lẽ nước vệ không ngăn cản, thấy Tây Môn Tình Không cũng có tên, hoài nghi của Ngưu Hữu đạo đối với cung lâm sách cũng phai đi mấy phần. Bên cung lâm sách có liên lạc lại, cung lâm sách vẫn chưa trở về từ chiến trường, cũng không tỏa chấn bên cạnh mông sơn minh nữa. Chiến sự đã bị đóng băng, sau khi cung lâm sách rời khỏi phiêu miểu các thì quay về từ kim động trưởng môn bảo ngài đến từ kim động gặp ông ấy nói có chuyện khẩn cấp cần bàn giao hỗ trợ liên lạc văn mạc nhi đến tìm nghiêu hữu đạo để thông báo nghiêu hữu đạo đang chìm trong suy nghĩ quản phương nghi bước đến nghe văn mạc nhi nói xong thì đuổi nàng ta về sau đó nói vương gia chắc đã biết việc này yêu cầu gặp ngài nghiêu hữu đạo tiếp nhận tin tức dặn dò sau khi chiến sự bị đóng băng nên làm thế nào cứ để bọn họ quyết định làm thế nào để có lợi cho Nam Châu, ta tin rằng bọn họ tự có cân nhắc. Bây giờ ta còn có việc cần xử lý, chuyện gặp mặt để sau hãy nói. Trước khi tiến vào bí cảnh thiên đô, ta sẽ gặp bọn họ một lần. Quản phương nghi gật đầu, biết nên trả lời như thế nào. Chính vào lúc này, viên cương đến, đưa cho Ngưu Hữu Đạo một phong mật tín. Ngưu Hữu Đạo xem qua, là thư Ngọc Thương gửi, yêu cầu định ngày hẹn, chỉ ra là chuyện liên quan đến bí cảnh thiên đô. Khóe miệng Ngưu Hữu đạo nhếch lên nụ cười chế giễu như có như không, xem ra người này vẫn rất quan tâm ta. Lúc trước, khi hắn biết được chuyện danh sách, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Ngọc Thương, hy vọng có thể nhận được sự bảo vệ của Hiểu Nguyệt Các. Sau khi xem qua phong thư này, cho dù Ngọc Thương không tiến vào bí cảnh Thiên Đô, xét theo trình độ nào đó, trong lòng hắn đã có sự nắm chắc. Về phần tại sao Ngọc Thương lại quan tâm đến hắn, hắn tất nhiên là biết rõ. Không có lợi thì chẳng dậy sớm rồi, ngươi hãy sắp xếp thời gian địa điểm gặp mặt với ông ta đi chờ ta trở về từ tử kim động ta sẽ đến gặp ông ta nghiêu hữu đạo thuận miệng dặn dò bây giờ hắn muốn đi gặp cung lâm sách trước muốn biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong phiêu miểu các chuyện đồn đãi bên ngoài chưa chắc đáng tin cậy chỉ khi nào biết rõ tình huống biết phiền phức cần mình ứng đối bao lớn trong lòng hắn mới ước định được nếu không tin tức không đối xứng tình huống rất dễ bị người ta lừa gạt vâng viên cương gật đầu đồng ý sau khi biết đạo gia phải tiến vào bí cảnh thiên đô tâm trạng của hắn ta rất nặng nề nghiêu hữu đạo quay sang nói với quản phương nghi liên lạc với triều kính ta muốn xác minh lại rốt cuộc phiêu miểu các đã xảy ra chuyện gì không phải ngài muốn tìm cung lâm sách xác minh sao quản phương nghi vừa mới nói xong đột nhiên hiểu ra sự việc không thể coi thường được cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên đạo gia muốn xác nhận chân tướng từ nhiều hướng Trưởng môn vạn thú môn Tây Hải Đường cũng là thành viên tham dự của phiêu miểu các, chiều kính hẳn có thể tìm hiểu được tình huống thực tế. Quản phương nghi xem như đã nhìn ra, không còn phẫn nộ như khi cầm bản danh sách trong tay, đạo gia đã bình tĩnh lại, nhanh chóng chuyển đổi góc độ, để đầu óc tỉnh táo làm ra ứng đối. Sau khi sắp xếp xong, một con phi cầm bay đến, chuẩn bị đưa hắn đến tử kim động. Nghe văn mặc nhi cũng muốn đi, như hiểu đạo cản lại, người không cần đi, cứ ở lại đây. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu với đám người trần bá, đám người trần bá gật đầu. trước đó quản phương nghi đã dặn dò để đề phòng vạn nhất phòng ngừa cung lâm sách làm loạn, bọn họ phải giữ văn mặc nhi làm con tin. về phần suy nghĩ của văn mặc nhi như thế nào cũng không quan trọng, sự việc đã đến bước này rồi, nhiều hữu đạo là người bảo vệ an toàn cho tất cả những người còn lại. nơi này sẽ chẳng ai quan tâm văn mặc nhi cao hứng hay không, có xinh đẹp cũng vô dụng thôi, khi cần hạ độc thủ những người ở đây nhất định sẽ không nháy mắt. Bây giờ, lời nói của Ngưu Hữu Đạo đại diện cho lợi ích của mọi người. Chương 1105, đến từ Kim Độc 2. Ngưu Hữu Đạo chính là người cầm lái, một khi Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện, chiếc thuyền này sẽ không còn ai khống chế, mà cũng không có ai có năng lực khống chế, cũng vô pháp khống chế thế cục Nam Châu. Bên ngoài phong hiểm sóng cao, nhìn không rõ phương hướng, thuyền rất dễ va vào đá ngầm mà chìm xuống. Vẫn là quản phương nhi và ngô lão nhị cùng đi, Ba người nhảy lên phi cầm, nhanh chóng bay lên không. Tử Kim Động, tên môn phái không hề liên quan đến địa thế, cũng chẳng liên quan đến công pháp tu luyện. Tục truyền, Tử Kim Động có liên quan đến nơi ở của Tổ sư Khai Sơn năm đó. Môn phái phát triển đến tận bây giờ đã trải qua nhiều lần di chuyển, sớm rời khỏi nơi Khai Sơn lập địa của Tổ sư Khai tông. Không giống như Thượng Thanh tông, Thượng Thanh tông đã từng là đệ nhất đại phái của nước Yến, vốn chiếm cứ phong thủy bảo địa, không nỡ vứt bỏ nếu vứt bỏ là có lỗi với tiên sư lịch đại, quy trình phát triển của tử kim động càng lúc càng tốt. Địa điểm chuyển đến tất nhiên cũng càng lúc càng tốt, có vứt đi chỗ cũ cũng không cảm thấy hổ thẹn bao nhiêu. Nơi tử kim động tọa lạc bây giờ có thể được xem là chi địa trung linh dục tú chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở nước Yến. Không đề cập đến phong quang tú Mỹ, kiến trúc xây dựng dựa lưng vào núi, bây giờ như hữu đạo thật không có tâm trạng thưởng thức những thứ này. Khống chế phi cầm bay đến, cũng không trải qua quy củ của Sơn Môn, xông thẳng vào trọng địa chủ điện tử kim động. Đệ tử khống chế phi cầm tuần sát trên không chặn đường để tra xét, sau khi biết được là Ngưu Hữu Đạo thì trực tiếp cho đi. Phi cầm đáp xuống đất, Ngô lão nhị ở lại trông coi phi cầm, đồng thời phụ trách liên lạc với bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo và quản phương nghi thẳng đến đại điện tử kim động, có đệ tử đi trước dẫn đường. Hai người cũng không trực tiếp tiến vào đại điện, bởi vì đến quá đột một nên phải ở ngoài điện chờ một lát. Một lát sau, Cung Lâm Sách dẫn một đám cao tầng tử kim động đến, gặp Nưu Hữu Đạo bên ngoài đại điện. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Nưu Hữu Đạo, nhưng Cung Lâm Sách thì đã gặp qua. Ở Vạn Thú môn, Nưu Hữu Đạo đã từng dẫn quản phương nghi đến bái phòng. Gặp người đúng là không dễ dàng, cuối cùng cũng đã lộ diện rồi. Cung Lâm Sách mỉm cười, nói đùa một câu, Nưu Hữu Đạo chắp tay chào hỏi mọi người, mỉm cười đáp lời, cung trưởng môn chưa triệu kiến, không dám mạo hiểm quấy dày. Cung Lâm Sách cau mày, hắn nói không sai, muốn tìm thì cứ tìm nhưng hạ chỉ triệu kiến thì đúng là không có. Quan trọng là, ngay cả người cũng tìm không thấy. Nghiêu hiểu đạo rõ ràng đang trốn, cung lâm sách có cần thiết phải hạ pháp chỉ tự làm mất mặt mình sao? Hạ chỉ, người không đến, chẳng phải tự đánh vào mặt mình. Nghe người nói như vậy, ngược lại thành ta không phải, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn. Cung lâm sách cười ha hả, bên ngoài không phải là nơi có thể nói chuyện, nói không chừng sẽ có tai mắt bất lợi, liền đưa tay ra hiệu mời vào bên trong. Nghiêu Hiếu Đạo đi một bên, vừa đi vừa hỏi, ta sắp sửa trở thành một thành viên của chư vị. Chuyện trước kia, chắc chư vị cũng không chấp nhận với ta. Một đám trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, Cung Lâm Sách đã thông báo ý định trước cho bọn họ biết. Đối với việc Cung Lâm Sách hy sinh Văn Mặc Nhi đến tranh thủ Nam Châu, có một số người bất mãn, trong đó có những người tuổi đã cao mà vẫn còn độc thân đang ngấp nghé Văn Mặc Nhi. Nhưng không ai dám vì vấn đề nữ sắc mà đối kháng hoặc chỉ trích Cung Lâm Sách. Lợi ích Nam Châu quá mức trọng đại, liên quan đến lợi ích của rất nhiều người trong tông môn, hết thảy bất mãn đều phải khuất phục. Nếu không, chính là đối kháng với lợi ích chỉnh thể của tông môn. Đừng nói là cung lâm sách, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Chẳng những không ai phản đối, ngược lại còn tán thành cách làm của cung lâm sách. Tình huống này không giống như Long Hưu lợi dụng dịch thư. Dịch thư là đệ tử quan môn của Long Hưu, còn cung lâm sách thu nghĩa nữ là xem xét thời thế. Bởi vì khi có biến, hai tướng so sánh thủ đoạn và và không từ thủ đoạn là có sự khác biệt mặc dù nói cho cùng thì đều là không từ thủ đoạn nhưng phản ứng của mọi người sẽ chia thành hai loại một loại được cho rằng đây là thủ đoạn cao minh một bên sẽ rơi vào tiếng xấu đây cũng chính là nguyên nhân long hưu che giấu không dám công khai cung lâm sách bước đến chỗ chủ vị đứng ngay ngắn có thể trở thành một trong những thành viên của chúng ta hay không còn phải xem ngươi có sống sót từ bí cảnh thiên đô trở về hay không một đám trưởng lão chia thành hai bên đứng quan sát, không ít người cũng đang âm thầm quan sát Nghiêu Hữu Đạo. Đối với một thanh niên sắp trở thành trưởng lão của Tử Kim Động, trong lòng nhiều người vẫn có chút không thoải mái. Nghiêu Hữu Đạo chống kiếm, nhìn mọi người chung quanh, cười nói, dựa vào thế lực của Tử Kim Động, chắc hẳn có thể đảm bảo bình an cho ta trở về. Cung Lâm sách lắc đầu, việc này cũng chưa hẳn, ngươi có biết, bây giờ có bao nhiêu người ở phiêu miểu các muốn đưa ngươi vào chỗ chết hay không? 30 vị trưởng môn tiến hành đề cử không phân biệt quốc gia. Kết quả, có 12 người đề cử ngươi, trong đó có 12 vị trưởng môn muốn đưa ngươi vào bí cảnh thiên đô. Điều này có ý nghĩa gì, chắc ngươi cũng rõ, đồng nghĩa với việc có 12 thế lực muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Tử kim động ta không thể đối kháng với nhiều thế lực như vậy được, cộng thêm tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng không được. Bây giờ ngươi hẳn phải biết ngươi đang gặp phiền phức lớn thế nào chứ. Như hữu đạo giật mình không ít, không nghĩ đến hắn lại bị nhiều đại nhân vật của phiêu miểu các để mắt đến như vậy, lập tức hỏi là ai để danh ta. Cung lâm sách nói, cũng không biết, không ký tên. Mọi người thống nhất đưa danh sách lên phiêu miểu các, ai cũng không biết ai để danh ai. Như hữu đạo trầm giọng nói, lời nói của cung trưởng môn cũng có trọng lượng, vì sao lúc đó lại không ngăn cản. Ta đã có ý ngăn cản nhưng không ngăn được, cung lâm sách đem tình huống lúc đó thuật lại cặn kẽ. Cái gì cần nói thì cũng đã nói, tránh cho hiểu lầm, đây mới là chuyện thật sự diễn ra bên trong phiêu miểu các. Người tham dự sẽ không loạn truyền ra bên ngoài chuyện của phiêu miểu các, bao gồm cao tầng các phái. Cùng lắm thì chỉ nói một cách không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Nghiêu Hữu Đạo muốn đến đây. Bởi vì phiêu miểu các cài công tôn bố bên cạnh hắn, hắn cũng muốn xác nhận xem phải chăng có liên quan đến chuyện lần này. Hắn biết, cho dù phiêu miểu các muốn thu thập hắn, cũng không đáng chơi trận thế lớn đến như vậy, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận sự việc cho rõ ràng. Nếu thật sự Phiêu Miểu Các nhìn hắn không thuận mắt, vậy phiền phức sẽ rất lớn. Thực lực trước mắt của hắn hoàn toàn không cách nào chống cự được. Chương 1106, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Nếu biết không liên quan đến Phiêu Miểu Các, chẳng qua chỉ bị những người khác mượn cơ hội ám toán, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Về phần những ai muốn nhân cơ hội giết chết hắn, cơ bản nằm trong số những cái tên có thể đề cử hắn mà Cung Lâm Sách đã nói. Hắn và những người này không ân không oán, nhưng khi hắn bị cuốn vào sự việc, cố ý chơi hắn cũng không nằm ngoài dự định. Nghe nói vốn có triệu hùng ca nhưng lại bị toa như lai bác bỏ, như hiểu đạo hiếu kỳ hỏi vì sao vậy. Cung lâm sách đáp, ta biết triệu hùng ca có thể trợ lực cho ngươi, ta cũng muốn biết vì sao, nhưng toa như lai lại không chịu trả lời, ta đoán chừng là có liên quan đến ma giáo. Bây giờ ma giáo đang bị ai nắm giữ, chắc không cần ta phải nhắc nhở ngươi. Nghiêu hiểu đạo khẽ gật đầu, biết đối phương không vạch rõ là ai, lại hỏi có bao nhiêu người đề cử quỷ mẫu và vân cơ. Sau khi biết chân tướng, bây giờ hắn muốn xác nhận lại quỷ mẫu và vân cơ có phải bị hắn liên lụy hay không. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ mẫu từ trước đến giờ luôn khiêm tốn ở núi hãm âm. Nước tề ủng hộ nước yến tự vệ, thậm chí cung cấp không ít tài nguyên, cho nên hoàn toàn không có ý kiến đối với việc quỷ mẫu trợ lực bên này. Vân cơ ở độ vân sơn cũng thế, cũng rất khiêm tốn, nhưng lần này lại đứng về phía hắn đã hoàn toàn chọc giận nước triệu. Hai người bình thường luôn khiêm tốn, nhưng thủ hạ bên dưới cũng có chút thế lực, sẽ không có người vô duyên vô cớ đắc tội. Thông qua việc có bao nhiêu người đề danh, đại khái có thể suy ra được có phải vì chuyện của hắn mà bị cuốn vào hay không? Câu hỏi này không có đáp án. Cung lâm sách lắc đầu, ta cũng không để ý. Có đến một ngàn tán tu, ta không có sức để chú ý từng người. Hai người bọn họ được bao nhiêu đề danh, ta không có ấn tượng nhưng chuyện này dường như cũng không phải chuyện xấu đối với ngươi. Có bọn họ đứng bên cạnh ngươi, ít nhiều ngươi cũng có được hai người trợ giúp sau khi tiến vào bí cảnh thiên đô. Như hữu đạo thầm than, vẫn là câu nói kia, bình thường quỷ mẫu và vân cơ đều rất thấp điệu, lần này bị đẩy ra, sợ là hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến hắn. Cung trưởng môn, nếu chiến sự đã bị đóng băng, lúc đó ngài có thể nói ta đã là đệ tử của tử Kim Động, chỉ cần ta không tiến vào, vấn đề đang đối mặt tất có thể nghĩ biện pháp. Nghiêu hữu đạo cười khổ, thở dài nói cung lâm sách nói bây giờ nhớ lại lúc trước kéo dài là ai chứ người tưởng phiêu miểu các dễ gạt lắm sao ta còn rõ tác phong của phiêu miểu các hơn ngươi ta thậm chí có thể dự liệu được hậu quả tranh chấp trong lúc phần lớn người đều kiên trì để ngươi tham gia nhất thời ta không thể đưa ra được chứng cứ xác thực để ngươi tham gia chỉ là một câu nói của phiêu miểu các đồng thời cũng có thể xếp ngươi vào danh sách thành viên tham gia của tử kim động một khi ngươi không thể thoát khỏi danh sách tiến vào bí cảnh thiên động mà ta lại bị bại lộ ý đồ, người nghĩ tiêu giao cung và linh kiếm sơn sẽ không có phản ứng. Bây giờ, tử kim động ta muốn bảo đảm cho ngươi ở bí cảnh thiên đao đã là việc khó rồi, nhất định phải nhờ lực lượng của tiêu giao cung và linh kiếm sơn, đồng thời nhờ toàn bộ lực lượng nước yến tiến vào để cung cấp sự an toàn cho ngươi. Một khi để tiêu giao cung và linh kiếm sơn phát hiện được chuyện gì, đến lúc đó không chỉ 12 người đề danh muốn giết chết ngươi, tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng là hai người đầu tiên không buông tha ngươi. Đến lúc đó, một mình tử kim động ta cũng không thể bảo vệ được ngươi, thậm chí bởi vì ngươi mà khiến cho đệ tử tử kim động đưa vào cũng bị tổn thất to lớn. Ngươi là người thông minh, biết ta nói nặng nhẹ như thế nào. Lúc đó ta không nói đỡ cho ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ông ta đã nói như vậy rồi, nhiều Hiếu đạo còn có thể nói cái gì, nhưng vẫn hỏi đến một người, Tây Môn Tình không có được bao nhiêu người để danh. Chắc ngài có để ý chứ? Cung Lâm Sách có chút ngoài ý muốn, người có quan hệ với Tây Môn Tình không? Y có thể giúp ngươi. Như hữu đạo lắc đầu, không, ta và y không quen, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp. Không liên quan thì hỏi y làm gì. Cung Lâm sách không tin, nhưng rồi lại suy nghĩ ừm, vợ trước của ngươi hình như là người bên cạnh Huyền Vi, ngược lại có thể thông qua vợ trước của ngươi xem có thể nghĩ biện pháp trên người Tây môn tình không hay không. Nếu được y trợ giúp, ngươi sẽ được bảo vệ nhiều hơn một chút. Tìm đường nghi, Như hữu đạo dở khóc dở cười, hắn biết đối phương hiểu lầm ý của hắn nhưng hắn cũng không cần thiết nói ra mối quan hệ với huyền vi nhưng hắn không khỏi liên tưởng đến thượng thanh tông ân oán giữa hắn và thượng thanh tông kéo dài không rõ thân phận của hắn có phải là đệ tử của thượng thanh tông hay không cũng không rõ nếu biết có chuyện này hắn có thể lấy ra thân phận đệ tử thượng thanh tông để đỡ một chút cũng được nhưng có ai ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ thượng thanh tông bị hắn đẩy đi nước vệ hắn cũng đã công nhiên tách khỏi quan hệ với thượng thanh tông trước mặt đường nghi bây giờ ai mà biết hắn có phải là đệ tử Thượng Thanh Tông hay không? Còn chuyện gia nhập tử Kim Động, trước đó vì để ổn thỏa, phòng ngừa vạn nhất tiến vào bí cảnh thiên đô, hắn cứ chỉ hoãn việc này. Kết quả biến khéo thành vụng, chẳng khác nào vác đá đập chân mình. Cung lâm sách không biết suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói Tây Môn Tình không khẳng định là phải chú ý rồi. Y là một trong rất ít người được đề cử toàn bộ, cùng với Triệu Hùng Ca, vào danh sách tiến vào bí cảnh thiên đô. Toàn bộ, nhiều hiểu đạo kinh ngạc, 30 người đều đề cử y. Ngay cả ba đại phái của nước về cũng vậy. Cung lâm sách thản nhiên nói, nói đến tán tu, nếu người có mặt, chỉ sợ người đầu tiên nghĩ đến nhất định là y. Thân là tán tu nhưng thực lực quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như lúc đó ta đề cử y, y và ta cũng chẳng quen biết, mọi người không đề cử y thì đề cử ai. Ba đại phái nước vệ đề danh y lạ lắm sao? Người cho rằng ba đại phái nước vệ hy vọng có một cao thủ bên ngoài hộ pháp cho huyền vi hà bọn họ chỉ muốn mình vất vả một chút, tình nguyện phái ra cao thủ bản môn để hộ pháp cho huyền vi. Ba đại phái nước vệ đề danh y là chuyện rất bình thường. Như hữu đạo suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ý của cung lâm sách. Chuyện ẩn bên trong cũng không khó hiểu, đúng như cung lâm sách đã nói, là chuyện rất bình thường. Cung lâm sách nói tiếp, có khi ba đại phái nước vệ cũng không nghĩ đến Tây Môn Tình không sẽ được đề cử toàn bộ như thế. Việc này liền có chút lúng túng, ngay cả tấm màn che cũng không có không cách nào ăn nói với huyền vi thì không nói, lại biến nó thành trò cười. Danh sách đề cử ban ra, sẽ bại lộ rất nhiều chuyện thú vị bên trong. Nhưng người cũng không cần lo lắng cho Tây môn tình không. Thực lực của hắn bày ra đó, đề danh hay không đề danh, người trêu chọc được y cũng không nhiều. Cho dù y tiến vào bí cảnh thiên đô, cũng sẽ có năng lực tự vệ. Sự việc không sai biệt lắm là như vậy, nói đến đây cũng đủ hiểu rồi. Thái độ của cung lâm sách cũng không thay đổi, đại diện cho tử kim động, vẫn ra sức đảm bảo cho Ngưu Hữu Đạo. Như lời ông ta đã nói, bao gồm luôn cả Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, có vận dụng hết lực lượng nước yến tiến vào bí cảnh cũng phải đảm bảo cho Ngưu Hữu Đạo. Vẫn như trước, việc Ngưu Hữu Đạo muốn gia nhập Tử Kim Động quyết không để bại lộ. Nếu không, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không có khả năng ngồi nhìn mưu đồ của Tử Kim Động thành công, tất sẽ để cho Ngưu Hữu Đạo không cách nào còn sống rời khỏi bí cảnh. Nên biết gió thì đã biết gió nên hiệp thương thì đã hiệp thương, Ngưu Hữu Đạo cũng không ở lâu, cứ như vậy mà cáo từ. Chương 1107, ta đồng ý với nàng, chờ ta trở về. Một, nhưng trước khi đi, Ngưu Hữu Đạo vẫn nhắc nhở, khi đi sẽ là một năm, trước khi ta trở về, ta không hy vọng nhìn thấy có người nào đó chạm tay loạn vào Nam Châu. Thời gian rời đi quá lâu, hắn lo có người thừa dịp hắn không ở đây mà thèm ăn. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà hắn đến đây. Cung Lâm sách gật đầu, người yên tâm đi, cho dù ngươi không nói, từ kim động cũng sẽ không tùy tiện để người ta thay đổi bây giờ ngươi hãy chuẩn bị rời đi tình huống bên trong bí cảnh thiên đô ngươi đã biết rồi chứ Nhiều hữu đạo đáp chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy ít nhiều cũng đã nghe nói qua một chút sau khi trở về ta sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn cung lâm sách nói chuyện đã không thể tránh khỏi vậy thì hãy chuẩn bị đầy đủ để đối mặt ta tin rằng với năng lực của ngươi không đến mức bị người ta giết chết một cách đơn giản nếu có chỗ nào không rõ Ngươi có thể hỏi thăm đệ tử tử kim động ta sẽ sắp xếp bọn họ sẽ phối hợp với ngươi được xin cáo từ nghiêu hữu đạo chắp tay chào từ biệt mọi người bọn họ cũng không giữ lại tình huống trước mắt cũng không tiện phô trương bọn họ cũng chẳng phái người đưa tiến nghiêu hữu đạo đến thế nào thì đi thế đó mây lướt qua tai trong thời khắc người còn trên không nghiêu hữu đạo bắt đầu suy nghĩ chuyện lần này nói cho cùng vẫn là danh sách một ngàn tán tu của phiêu miểu các gây họa Phiêu miểu các căn bản không nghĩ đến việc đối phó hắn, cũng chẳng để hắn vào mắt, chỉ là tiện tay ném ra danh ngạch, đã đem hắn cuốn vào một chỗ, còn đánh hắn không thể chống đỡ, ngay cả chỗ để nói lý lẽ cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Đối mặt với tồn tại như vậy, chỉ một quyết định vì tiện, hắn giống như một người dân dưới ngọn lửa của các nước. Chiến tranh khởi phát không phải nhằm vào Bách Tính, nhưng khi bị quét sạch, Bách Tính lại là người xui xẻo nhất. Đang suy nghĩ, hắn phát hiện quản phương nghi cũng đang im lặng liền chiêu chọc hồng nương ta cảm thấy rất kỳ quái cô khá nổi danh trong giới tán tu hơn nữa còn có ảnh hưởng của ta cô lại đi theo bên cạnh ta tại sao trên danh sách lại không có cô ngài cũng nhìn ra được là ta tốt sao quản phương nghi lườm hắn một cái trật tự diếu ở bên cạnh ngài thì sao trong mắt bọn họ ta chỉ là một bình hoa bên cạnh ngài mà thôi ngài tưởng ta còn là hồng nương tề kinh người người tranh giành năm đó hoa tàn ít bướm nếu là năm đó không chừng sẽ đúng như lời ngài nói nói đi thì cũng nói lại người năm đó tranh giành ta cũng không có tư cách được phiêu miểu các đề danh có thể đứng trong hàng phiêu miểu các đều là hạng người gì chứ thanh danh ta như thế nào ta tự biết không cần người khác nhắc nhở trong tình huống đề danh nhưng không bị người khác phát hiện tất cả đều là trưởng môn đại nhân cao cao tại thượng vô cùng chân quý đáng vì ta mà tự chuốc nguy hiểm sao chuyện này với chuyện chiếm tiện nghi của ta là hai chuyện khác nhau nữ trưởng môn không phải còn nhìn ta không vừa mắt sao ta không phải ngài, ta chỉ là một bình hoa tùy tùng, chẳng ai so đo với ta. Cô đúng là đã nhìn thấu, Nghiêu Hữu Đạo cười ha hả, tiếp tục trêu chọc, người khác có để danh cô hay không, ta không biết. Ít ra Đỗ Vân Tang, ta cam đoan ông ta chắc chắn sẽ không để danh cô. Nhắc đến Đỗ Vân Tang, quản phương nghi hơi bị kích động, mặt trầm xuống, Nghiêu Hữu Đạo, ngài rảnh quá không có việc gì muốn cãi nhau hay sao? Nếu là bình thường, đã sớm trở mặt ẩm ý, lần này bà ta không muốn làm loạn với Nghiêu Hữu Đạo đã xem danh sách tán tu chưa? Bên trong hoàng cung nước tấn, Thiệu Bình ba chào sau lưng Thái Thúc Hùng, Thái Thúc Hùng quay lưng thuận miệng hỏi một câu. Thiệu Bình ba đáp, phi thần đã xem rồi, đột nhiên nhảy ra một danh sách tán tu, y cũng thật bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy cái tên Nghiêu Hữu Đạo trong đó. Trước kia, y luôn cảm thấy y thua Nghiêu Hữu Đạo là vì y không phải tán tu. Nhưng hôm nay xem ra, ông trời luôn có chỗ công bằng. Thái Thúc Hùng nói, Nghiêu Hữu Đạo cũng có tên trên danh sách xem ra tên nhóc này đã đắc tội với không ít người. Khi phiêu miểu các đề danh, có 12 người đề cử hắn. Thiệu Bình ba hơi cục mắt xuống, bình tĩnh đáp nếu bệ hạ muốn mời chào, lúc này chính là cơ hội. Cái gì gọi là cơ hội? Chính là bên trong bí cảnh thiên đô, tu sĩ nước tấn có thể bảo đảm được an toàn cho nghiêu hữu đạo. Lực uy hiếp của nước tấn sẽ có tác dụng kéo dài. Lời này, ngoài mặt thì vì thái thúc hùng mà cầu hiền, còn trên thực tế chính là đẩy như hữu đạo vào vực sâu. Y biết Lưu Hiếu Đạo sẽ không đồng ý, với thế cục mà hắn đã tạo ra trước mắt, hắn không có khả năng đồng ý, ngay cả khi đứng trước uy hiếp tử vong, hắn cũng sẽ không đồng ý. Lần này, Thái Thúc Hùng xem như thất vọng rồi, có năng lực cũng là một sai lầm, không thể trở thành người nhà thì chính là kẻ địch. Thái Thúc Hùng ra lệnh một tiếng, bên trong bí cảnh Thiên Đô, các tu sĩ nước Tấn sẽ không nương tay. Thái Thúc Hùng gật đầu tán thành, Thiệu Bình Ba không nói đến vấn đề này nữa, trên danh sách tán tu Vi thần quan tâm nhất không phải là nghiêu hữu đạo mà là Tây Môn Tình Không. Ồ, oh, Thái Thúc Hùng xoay người lại nhìn Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba chắp tay nói Tây Môn Tình Không là hộ thần bên cạnh huyền vi, khiến đạo trích không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có Tây Môn Tình Không chấn nhiếp, rất nhiều chuyện huyền vi không thể thao tác một cách dễ dàng. Lần này, Tây Môn Tình Không sẽ đi mất một năm. Ba đại phái nước vệ sẽ không để vượt mất cơ hội, nhất định tăng cường khống chế huyền vi. Người mà vi thần cài vào nước vệ có thể gia tăng tiến độ. Ừm, Thái Thúc Hùng nheo mắt gật đầu, có chuyện gì cần nói sao? Huyền Vi ngồi sau án thư phê duyệt xong bộ văn thư cuối cùng, sau khi giao cho thủ hạ liền đưa mắt nhìn sang đường nghi đang định lên tiếng mấy lần. Trong lòng đường nghi có chút lo âu, Tây Môn Tình không đứng thẳng tắp như cây cột, người đeo một thanh kiếm lặng lẽ nhìn sang. Huyền Vi nói, muội muội có chuyện gì, không ngại nói thẳng ra đi. Đường Nhi bước lên phía trước, nói, như hiếu đạo cũng có tên trong danh sách tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô, Huyền Vi gật đầu, ta biết, thế muội muội có chuyện gì cần nói hay sao? Đường Nhi, tướng công không phải muốn mời chào Ngưu Hữu Đạo sao? Lần này hẳn là một cơ hội, trong lúc nói chuyện, nàng còn lặng lẽ liếc nhìn Tây Môn Tình Không. Ánh mắt Huyền Vi hiện lên sự giảo hoạt, ta hiểu ý của muội muội. Muội sợ hắn tiến vào bí cảnh Thiên Đô sẽ gặp nguy hiểm, muốn thành viên nước vệ tham dự hoặc nhờ Tây Môn Tình Không giúp đỡ một hai. Xem ra, muội muội vẫn còn tình cảm với Ngưu Hữu Đạo. Đường Nhi lúng túng, không phải như Tướng công đã nghĩ. Dù sao hắn cũng là người của Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông không muốn nợ ơn hắn. Huống chi, nếu hắn có thể giúp đỡ được Tướng công, Tướng công cũng cảm thấy vui. Lần này chính là một cơ hội mời chào rất tốt. Huyền Vi hơi do dự, sau đó gật đầu, "Được, ta đã biết, việc này ta sẽ sắp xếp sau." Bên phía của muội cũng phải sắp xếp người tiến vào bí cảnh, muội hãy mau về để chuẩn bị. Đường Nhi hơi hạ thấp người rồi cáo lui đưa mắt nhìn theo bóng lưng đường nghi biến mất ngoài cửa huyền vi đứng dậy bước ra khỏi bàn từ cửa sau rời khỏi lầu cát dạo bước đến đình thủy tạ ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua đám pháp sư hộ vệ ở thiên vi phủ sau khi tiến vào phòng của mình huyền vi cho thị nữ lui dưới sự ra hiệu của nàng khi thị nữ rời đi đã đồng thời đóng cửa lại tây môn tình không nhìn cánh cửa đóng lại ít nhiều có chút ngoài ý muốn chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng là chuyện mà trước giờ huyền vi luôn đề phòng không muốn gánh chịu lời ra tiếng vào Huyền Vi quay người đứng trước mặt y, bốn mắt nhìn nhau, vừa nãy chàng cũng đã nghe lời nói của Đường nhi rồi chứ. Chương 1108, ta đồng ý với nàng, chờ ta trở về. Hai, Tây Môn Tình không nói, nàng yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức bảo vệ Ngưu Hữu Đạo. Huyền Vi nhịn không được đưa tay nắm lấy tay của y, ta không cần chàng bảo vệ hắn, chàng hãy tự bảo vệ tốt cho mình là được. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chàng, Đường nhi nói thì nghe thôi, cũng không nên coi là thật, hiểu chưa? Cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ tâm can của huyền vi, ánh mắt tây môn tình không nhìn huyền vi không nhịn được mà trở nên nhu tình, chậm chậm nắm lấy tay của nàng ta, huyền vi, có một số đạo lý ta hiểu. Ta có thể đánh, cũng chỉ đánh được 10 ngàn, nhưng nhiều hữu đạo lại có tác dụng đồ quốc diệt thành an bang. Xét về thiên phú trong tu hành, bầy mưu tính kế cũng được xem là một loại thiên phú. So với hắn, ta còn quá bình thường, năng lực kém hơn hắn rất nhiều, đối mặt với nhiều sự cản tay trong giới tu hành nàng cần hắn hơn ta. Không phải nàng vẫn muốn mời chào hắn sao, đường nhi nói không sai, đây chính là một cơ hội. Ánh mắt huyền vi lóe lên sự đau thương, tây môn, chàng vẫn còn chưa rõ sao. Chư quốc tranh bá, như hiểu đạo bị quấn vào lợi ích phân tranh thiên hạ, 12 trưởng môn muốn đẩy hắn vào bí cảnh thiên đô chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ba đại phái đẩy chàng vào bí cảnh thiên đô, chính là mưu đồ làm loạn. Bọn họ không có ý tốt, khi tiến vào bí cảnh thiên đô, chàng chỉ có một mình, Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chàng nhất định phải cẩn thận đề phòng bọn họ, nếu lại bị cuốn vào chuyện của Ngưu Hữu Đạo, hậu quả khó mà lường được. Tây Môn, nên làm thế nào ta tự có cân nhắc. Không có Ngưu Hữu Đạo, trời cũng không sập được, lần này chàng nhất định phải nghe theo ta, phải đồng ý với ta. Tây Môn, chàng đã nói, chàng muốn bảo vệ cho ta hết cả đời này, chàng không thể nuốt lời được. Chàng nhất định phải sống thật khỏe để trở về, cái khác không cần chàng quan tâm, có nghe thấy không, ta Lời còn chưa dứt đã ưng một tiếng, miệng đã bị Tây Môn Tình không mạnh mẽ dùng miệng của y chặn lại. Tây Môn Tình không đột nhiên ôm Huyền Vi, đói khát hôn lên môi nàng ta. Đôi tay ngoại trừ vuốt ve thì không còn cách nào khác để biểu đạt tâm trạng. Huyền Vi vô thức muốn kháng cự hai lần nhưng không thể đẩy ra, cuối cùng cũng tự thiêu đốt mình, ôm lấy y, dường như sợ y một đi không trở lại. Hình như chỉ có triệt để dung hợp mới có thể biểu đạt được cảm nhận của hai người lúc này. Cuối cùng, cả hai đều ngã xuống giường bầu không khí trong phòng nồng đậm đến mức cả trời cao cũng muốn ghen ghét khi bộ ngực tuyết trắng lộ ra trong không khí cảm nhận được hơi lạnh huyền vi đang nheo mắt đột nhiên mở to mắt ra dường như tỉnh táo lại đem hết khí lực đẩy tây môn tình không sang một bên huyền vi gò má ửng đỏ luống cuống bỏ dậy chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình tây môn chúng ta không thể như vậy tây môn tình không bước đến phía sau nàng vòng tay ôm lấy nàng hôn lên cần cổ trắng nõn hơi thở rồn rập huyền vi nàng cũng biết ta ở đây là vì cái gì, cũng biết ta vì ai. Người trong thiên hạ đều biết ta có thể chết vì nàng. Huyền vi ra sức kéo hai tay y ra, thoát ra khỏi vòng ngực của y, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo, cài lại châm tóc, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cửa vừa mở ra, ánh sáng chiếu vào, tây môn tình không nhanh chóng tự ý loạn tình mê thanh tỉnh lại, gương mặt hiện lên sự xấu hổ. Huyền vi không hề rời đi, chỉ lặng lặng đứng dưới mái hiên chờ y, ánh mắt hiện lên sự khổ sở. Tây môn tình không chậm rãi bước ra, đứng bên cạnh nàng ta, nói khẽ, xin lỗi, vừa rồi ta. Huyền vi lắc đầu, không cần xin lỗi, người có lỗi chính là ta. Chàng vốn nên xải đôi cánh rộng bay lượn trên bầu trời, cười to nhìn phong vân, là ta quá mức cá nhân, lợi dụng tình cảm của chàng đối với ta, nhốt chàng ở lại chỗ này. Chàng làm gì với ta, ta cũng đều cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ không được, ta đã là phụ nữ có chồng. Tây môn tình không nói, nàng không lợi dụng ta, là ta tình nguyện. Người đó cũng đã chết nhiều năm rồi mà." Huyền Vi nói, chính vì vậy mới càng thêm không được. "Ta là quả phụ, chàng là đệ nhất cao thủ đan bảng. Ta không thể để chàng gánh tiếng xấu dâm ô cùng quả phụ." Tây Môn Tình không nói, đan bảng chỉ là chuyện cười mà thôi. Huyền Vi nói, nhưng trong lòng ta, chàng vĩnh viễn là người đứng nhất. Chàng đã vì ta mà thiệt thòi lắm rồi, ta không thể để chàng gánh những thứ mà chàng không nên gánh. "Tây Môn, có một số ranh giới cuối cùng không thể vượt qua." một khi vượt qua ranh giới đó mọi thứ sẽ biến thành cầu thả tây môn tâm ý của ta còn có trách nhiệm cần ta gánh vác chắc chàng cũng biết bây giờ vẫn còn chưa được nếu không bảo thần dân trên dưới nước về cư xử với ta và chàng như thế nào chúng ta có thể chịu được sự chỉ trỏ của một ngàn người hay không tây môn tình không nói nàng đã gánh vác quá nhiều rồi cũng đã tận lực lắm rồi nàng không hề có lỗi với bất cứ kẻ nào có nhiều thứ không cần một người phụ nữ như nàng phải gánh chịu nàng buông xuống tất sẽ có người gánh thay theo ta đi cùng ta rời xa khỏi nơi đầy ân oán thị phi này huyền vi quay người đối mặt với y chàng hãy đồng ý với ta sau khi tiến vào bí cảnh thiên đô đừng quan tâm chuyện gì khác cái cần nhất chính là phải tự bảo vệ mình cho thật tốt nhất định phải sống thật khỏe trở về huyền vi ta ở đây chờ chàng về và ta cũng xin hứa với chàng chỉ cần chàng có thể an toàn trở về ta sẽ tiến hành bàn giao thỏa đáng chuyện của mình khi đã không còn nợ nần ai nữa ta và chàng sẽ cao chạy xa bay là người phụ nữ của chàng khi đó ta và chàng sẽ đường đường chính chính không cần lén lút nữa tây môn tình không mừng rỡ ánh mắt tỏa sáng trong lòng vui sướng vô cùng chẳng những không oán vì bị đẩy vào bí cảnh thiên đô ngược lại y còn muốn cảm ơn những người kia đã nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc cũng đợi được đến lúc người phụ nữ này chịu mở lòng chịu hứa hẹn y đáp được ta đồng ý với nàng chờ ta trở về Ngươi muốn tiến vào bí cảnh thiên đô, đường nhi cao mày, hỏi ngụy đa, nàng từ thiên vi phủ về lại tông môn, cùng mọi người thương lượng xem ai sẽ tiến vào bí cảnh thiên đô. Người nào cũng im lặng, chỉ có ngụy đa là tình nguyện tham gia. Ban đầu, vì nể mặt huyền vi, trong danh sách nước vệ lần trước không có thượng thanh tông, nhưng danh sách đó đã bị phiêu miểu các phủ định. Lần này, danh sách báo cáo của nước vệ phải chân thật, không thể lừa gạt, nhất định phải đưa lên một nhóm tu sĩ tinh nhuệ ba đại phái không có khả năng ném hết toàn bộ đệ tử tinh nhuệ của bổn phái vào bí cảnh thiên đô. Danh ngạch trong báo cáo tất phải do các môn phái tu hành trong nước về cùng nhau gánh. Cũng vì nể mặt huyền vi, chỉ bảo Thượng Thanh Tông chọn một người. Mọi người ai cũng biết bí cảnh thiên đô tàn khốc nguy hiểm đến cỡ nào, Thượng Thanh Tông căn bản không có khả năng đảm bảo an toàn cho đệ tử của mình bên trong. Bảo người nào đi chẳng khác nào bảo người đó chịu chết. Rốt cuộc phái ai đi là một sự lựa chọn khó khăn. Nhưng trong lúc khó xử, Ngụy Đa đã chủ động đứng dậy, biểu hiện mình đồng ý đi. Y vốn không nằm trong sự cân nhắc của Thượng Thanh Tông. Mặc kệ là yêu quý hay là thành kiến với Ngụy Đa, đứng trên lập trường nội bộ Thượng Thanh Tông, dù sao Ngụy Đa cũng là đại đệ tử của trưởng môn tiền nhiệm Đường Mục. Với danh phận đó, Đường Mục không có ở đây, lại ném Ngụy Đa vào bí cảnh thiên đô, hành động này đối nội đối ngoại đều không phù hợp. Cho nên, Thượng Thanh Tông đã từ chối yêu cầu của Ngụy Đa, nhưng Ngụy Đa vẫn khăng khăng, làm loạn tông môn, khiến không ít người phải nhìn vào. Đối mặt với câu hỏi của Đường Nghi, Ngụy Đa lắp bắp vâng, ta đi là phù hợp nhất. Tông môn không thể rời bỏ được, trưởng, trưởng lão, trong số các trưởng lão, thân phận của ta là thích hợp nhất. Trường 1109, chỉ mong không còn gặp nhau. Y nói như vậy cũng không sai, Thượng Thanh Tông vốn đang thế yếu, nhân thủ xác thực không nên bị hao tổn. Y thân là đại đệ tử trưởng môn tiền nhiệm, thân phận địa vị đều phù hợp với tiêu chuẩn ba đại phái đưa ra. Nhưng đường nghi không tin lý do này nàng nhìn y chằm chằm, hỏi có phải bởi vì Ngưu Hữu Đạo nằm trong danh sách tán tu tiến vào bên trong bí cảnh thiên đô hay không? Một câu chỉ rõ tâm tư, Ngụy Đa hơi cúi thấp đầu. La Nguyên Công và Tô Phá bên cạnh không biết nói gì cho phải, cũng không biết có nên nói y ngu hay không. Đã đến nước này rồi, y vẫn chỉ nhận Ngưu Hữu Đạo là trưởng môn thượng Thanh Tông. Nếu trong tình huống bình thường, đường tố tố khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng lần này, người ta không tiếc tính mạng cũng gánh lấy nguy hiểm cho những người khác ở thượng thanh tông bà ta cái gì cũng không nói nên lời đường nhi nói sư huynh huynh có biết bây giờ nghiêu hữu đạo liên lụy đến bao nhiêu phân tranh hay không cao thủ muốn đối phó hắn nhiều như mây huynh có đi cũng vô dụng thôi không thể giúp hắn được ngụy đa ngẩng đầu nhưng ít ra cũng có thêm một người để cản cản đường nhi không biết nên nói cái gì cho phải huynh thật sự không đi không được sao ngụy đa gật đầu đúng xin trưởng môn thành thành toàn, đường nhi do dự một chút rồi nói, được, tô phá đột nhiên lên tiếng, trưởng môn, ta cảm thấy vẫn nên suy nghĩ thêm một chút. Đường nhi khoát tay, huynh ấy đã kiên trì như vậy rồi thì cứ để huynh đi. Tạ, tạ trưởng môn, ngụy đa chắp tay hành lễ, sau đó cáo lui, đợi y đi xong, tô phá thở dài, sao phải tự làm khổ mình như vậy. Đường tố tố hử lạnh, không phải chúng ta vô tình vô nghĩa, là y tự tìm, trách không được người khác. Đường Nhi bất đắc dĩ nói, tâm không ở đây, có lưu huynh ấy lại cũng chỉ dày vò huynh ấy mà thôi. Tùy huynh ấy vậy, sau khi mọi người giải tán, Tô Phá trở về đình viện của mình, gọi đồ hán trột mắt quẻ chân đến, nói chuyện ngụy đa đồng ý đến bí cảnh thiên đô. Hai, đồ hán thở dài, người trung nghĩa như vậy trên thế gian khó có được lắm, không nên rơi vào kết cục bi thảm. Có cần ta liên lạc người kia, để hắn ta mở miệng, như hữu đạo chắc hẳn sẽ chiếu cố cho ngụy đa. Tô Phá cười khổ thôi, như hữu đạo tự thân khó đảm bảo, còn chiếu cố y. Nếu như vậy, y ngược lại sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, còn không bằng ở yên bên cạnh tu sĩ nước vệ, dù sao cũng an toàn hơn. Đồ Hán nói, quan trọng là y có đồng ý ở yên bên cạnh tu sĩ nước vệ hay không. Tô Phá im lặng, một khi Ngụy Đa tiến vào bí cảnh, nhất định sẽ đi tìm Ngưu Hữu Đạo. Nếu không, cũng sẽ không tranh đi. Yêu Ma lính, phía sau Ma Cung, giống, Kim Mao hống chợt ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Ngồi trên mép một vách đá dựng đứng, Triệu Hùng ca tay ôm hồ lô rượu quay mắt nhìn lại trên bầu trời đầy mây đen một người phiêu giật như tiên bay đến khi rơi xuống tay áo khẽ vẫy như đôi cánh xếp lại mái tóc dài đen nhánh cũng rũ xuống chính là tả sứ ma giáo nam thiên vô phương tìm ta có việc gì sao nam thiên vô phương bước đến bên cạnh triệu hùng ca hai người một đứng một ngồi nhìn về phía bầu trời bao trùm mây đen thời tiết biến đổi thất thường là chuyện bí cảnh thiên đô triệu hùng ca hấp một hớp rượu nói nam thiên vô phương thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn y, không phải toa như lai đã gạt tên ngươi ra khỏi danh sách rồi sao? Triệu Hùng ca nói, vì sao ông ta lại gạt tên ta, chắc người cũng biết rõ. Người kia còn chưa lấy được thứ mà ông ta muốn, tạm thời không muốn ta chết mà thôi. Nam Thiên vô phương hỏi, chẳng lẽ ngươi lại muốn vào trong đó? Triệu Hùng ca đáp, ta cũng không nhàm chán như vậy. Ngưu Hữu đạo gửi tin cho ta, uy hiếp ta. Không đúng, nói chính xác là đang uy hiếp ngươi. Nam Thiên vô phương hơi kinh ngạc, uy hiếp ta có ý gì ông ta không cho rằng nghiêu hữu đạo có tư cách uy hiếp ông ta có khi nào trong đầu hắn ta lóe lên hình ảnh một người phụ nữ trong lòng liền căng lên buông hồ lô rượu xuống triệu hùng ca ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn ông ta nam thiên vô phương dường như hiểu ý sắc mặt trầm xuống làm sao hắn biết quan hệ giữa ta và quản phương nghi triệu hùng ca bật cười một lát sau mới lắc đầu nói cái gì gọi là tà tâm ngươi đang có tật giật mình thì có ta có nói là người phụ nữ kia sao Ngươi khẩn trương cái gì? Nam Thiên vô phương nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Triệu Hùng Ca đứng dậy, khoác khủy tay lên vai của ông ta, lười nhác dựa vào. Ta vẫn luôn hiếu kỳ. Tại sao ngươi lại có thể bỏ mặc bà ta qua lại với đàn ông nhiều năm như vậy ở Tề Kinh? Còn Ngưu Hữu đạo kia nữa, ai cũng biết bà ta đã trở thành người của Ngưu Hữu đạo. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không quan tâm? Loại người như ngươi, ta thật sự không biết ngươi nghĩ như thế nào. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Nào, nói cho ta biết đi ta đang vảnh tai thỉnh giáo đây. Nam Thiên vô phương hất cùi trỏ trên bờ vai mình xuống, tử quỷ, nói chuyện chính đi, hắn uy hiếp ta chuyện gì. Triệu Hùng ca cười ha hả, vu chiếu hành xếp hạng thứ sáu đan bảng có phải là người của ma giáo hay không? Nam Thiên vô phương hỏi, người của ma giáo thì có liên quan gì đến nghiêu hữu đạo? Triệu Hùng ca nói, vu chiếu hành cũng nằm trong danh sách tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô, người nói có liên quan đến nghiêu hữu đạo hay không? Nghiêu hữu đạo khác thì không nói, chỉ nói đến một việc, nếu hắn không thể sống trở về từ bí cảnh, tất cả mọi người sẽ biết thân phận vu chiếu hành là người của ma giáo. Nam Thiên vô phương cao mày, Triệu Hùng ca nói, ta bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu, không biết tên tiểu tử kia định chơi một trận như thế nào. Sau này ta hiểu ra, lời này không phải nói với ta mà là nói với ma giáo. Nam Thiên vô phương lẩm bẩm, tại sao Ngưu Hữu Đạo lại biết? Đây chính là thừa nhận, Triệu Hùng ca cảm thấy buồn cười, phát hiện tên tiểu tử Ngưu Hữu Đạo đúng là có tài, không biết từ lúc nào lại nắm được bí mật của ma giáo không khỏi trêu chọc vu chiếu hành thật là người của ma giáo nam thiên vô phương nói vu chiếu hành giấu giếm rất sâu thân phận chưa hề bại lộ ra tại sao hắn lại biết được bối cảnh của vu chiếu hành chẳng lẽ lần trước vu chiếu hành đến vạn thú môn vì thượng thanh tông của ngươi ra mặt mà bại lộ chân tướng nhưng lần đó rất kín mà không thể nào triệu hùng ca nói ngươi hỏi ta ta làm sao biết tóm lại tiểu tử kia gian xảo vô cùng lời cần nói ta đã nói tự ngươi xem mà xử lý. Dù sao chuyện cũng chẳng liên quan đến ta, y biết rõ ràng hơn so với ai khác, một khi thân phận vu chiếu hành bị bại lộ, chính là cái chết. Người đang bóp lấy cổ ma giáo không thả sẽ không cho phép ma giáo có người có thực lực như vu chiếu hành nằm ngoài sự khống chế của người đó. Nếu không phải giáo chủ tiền nhiệm ma giáo là nghĩa phụ của người đó, khiến người đó cần một tấm màn che, chứng minh người đó không giết nghĩa phụ mình, người đó đã sớm ra tay đại khai sát giới với ma giáo rồi, sao có thể để ma giáo ngầm nghi ngờ hai lòng kéo dài hơi tàn đến tận lúc này. Mao Lư Sơn Trang, như hữu đạo trở về, chiến sự bị đóng băng, tên của hắn nằm trong danh sách tiến vào bí cảnh thiên đô. Bây giờ không ai động được đến hắn, nếu không, chính là quấy nhiễu việc của phiêu miều các. Bây giờ trở về là an toàn nhất, ngươi yên tâm phía Nam Châu đi, ai dám làm loạn với Nam Châu, ta sẽ không ngồi nhìn. Ngọc Thương nói xong, sau đó cùng với độc cô tĩnh nhảy lên phi cầm bay lên không khi nhìn xuống nghiêu hữu đạo đang đứng bên dưới đưa tiến, ông ta thở dài, lập tức liên lạc với trưởng môn các phái có giao tình với ta, ta phải nhanh chóng gặp mặt bọn họ. Rõ, độc cô tĩnh lên tiếng, đứng trong khu rừng, nghiêu hữu đạo chống kiếm im lặng. Ngọc Thương bảo vệ cho hắn là chuyện tốt, nhưng hắn không cho rằng Ngọc Thương có thể thuyết phục các phái hạ thủ lưu tình với hắn. chương 1110, lừa gạt một, sự việc khác, mặt mũi của Ngọc Thương có lẽ còn có tác dụng, nhưng liên quan đến lợi ích chi tranh, ngay cả đồng môn cũng hạ độc thủ không nương tay chút mặt mũi này của ngọc thương sợ là sẽ chẳng được gì nhưng ngọc thương đã muốn hết sức thử một lần hắn cũng không ngăn cản thử một chút cũng không sao dù sao hắn cũng không tổn thất gì đạo ra viên cương từ ngũ lương sơn trở về tiến lên chào một tiếng hắn ta nhìn chung quanh thấp giọng hỏi có cần làm chút gì đó với công tôn bố hay không cố gắng để phiêu miểu các loại bỏ tên của ngài ra khỏi danh sách nghiêu hữu đạo lập tức cảnh cáo đừng làm loạn còn chưa nắm chắc thì đừng đụng vào tổ ong vò vẽ. Nếu không, sẽ không cách nào kết thúc, bên đó còn nguy hiểm hơn bí cảnh thiên đô nhiều lắm. Nếu muốn giết chết chúng ta, chỗ để chúng ta thoát cũng không có. Viên cương khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Như Hữu đạo nói, nếu triệu hùng ca có gửi tin trả lời, lập tức nói cho ta biết. Đối với việc của vu chiếu hành, hắn cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ, nhưng hắn vẫn muốn cắn lên đầu ma giáo một cái, muốn nhìn xem phản ứng của ma giáo. Trở lại Sơn Trang, thấy Tô Chiếu đang yêu sầu đứng trên lầu cắt nhìn về phía xa, như hữu đạo liếc mắt nhìn Viên Cương, khiến cho Viên Cương cảm thấy rất áp lực. Gặp quản phương nghi, như hữu đạo dặn dò, cô hãy liên lạc với Triều Kính, nói cho ông ta biết, ta muốn đến vạn thú môn tìm ông ta nói chuyện. Quản phương nghi kinh ngạc, có cần phải đi xa như vậy không? Như hữu đạo nói, ta đi mất một năm, thời gian càng dài, ngân nhi lại càng phiền toái. Quản phương nghi giật mình, một khi yêu vương phát tác sẽ mất đi khống chế, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn. Ngay cả cửu đại trí tôn cũng sẽ bị kinh động, Mao Lư Sơn Trang xem như xong đời. Bà ta vội nhắc nhở có cần gọi quận chúa đến không? Ngân Nhi rất nghe lời nàng ấy. Vô dụng thôi, ta đi lâu, bên này không ai áp chế nổi nàng ta đâu. Có quận chúa cũng vô dụng thôi. Như hữu đạo cũng không giải thích việc hóa giải yêu khí dị trùng bên trong cơ thể của Ngân Nhi, bí cảnh thiên đô không thể dẫn người vào. Nếu không, ta cũng muốn mang theo nàng ta bây giờ không còn biện pháp nào khác chỉ có thể đưa nàng ta trở lại điệp mộng nguyễn giới quản phương nghi hiểu ý của hắn bây giờ điệp mộng huyễn giới đã mở ra lâu hơn lại có người của vạn thú môn chấn giữ muốn lặng yên tiến vào bên trong mà không bị phát hiện là chuyện không thể nào cũng chỉ có triều kính mới có năng lực giúp đỡ chuyện này bà ta gật đầu hỏi dò đưa nàng ta đến đó xong về sau có đón về lại không ở chung với nhau lâu ít nhiều cũng có chút tình cảm nếu không, biện pháp ổn thỏa nhất chính là giết Ngân Nhi đi. Cho nên, vấn đề này khiến nhiều hữu đạo có chút phiền muộn, nếu có thể không phiền phức, vẫn nên giảm bớt phiền phức đi. Chỉ mong sau này không còn gặp nhau nữa. Phiêu miểu cắt ra lệnh, dùng quyền uy vô thượng đóng băng chiến sự trong thiên hạ. Đây là chuyện vượt qua ý liệu của rất nhiều người, bẻ gãy mưu đồ và đóng băng kế hoạch của không ít người. Kết quả cuối cùng phát sinh thay đổi như thế nào, mừng hay lo, ai cũng không biết. Điều duy nhất biết được chính là, phiêu miểu các không quan tâm đến phương diện cảm thụ có liên quan, chỉ để ý đến việc chuyện của phiêu miểu các có được chấp hành thuận lợi hay không, hết thảy lấy ý định của phiêu miểu các làm điều kiện hàng đầu, bất kỳ người nào cũng không có quyền phản kháng. Đây chính là pháp tắc trong thiên hạ, những gì trong thiên hạ đều phải quy về pháp tắc, ai làm trái sẽ diệt người đó. Trên biển mây, bên trong một lầu các, một thị nữ mỹ mạo đang ngồi yên tĩnh một góc đánh đàn, tiếng đàn yêu nhã. Toa như lai ngồi một mình uống rượu, nhìn gió cuốn mây bay. Tiên sinh, Bạch Ngọc Lâu bước đến gần đưa lên một chồng giấy, danh sách các nước đưa lên đã đủ, tất cả đều ở đây. Hắn ta vốn là trưởng quỹ khách sạn yêu Nguyệt Thành Trích Tinh. Cân nhắc đến chuyện tiến vào bí cảnh thiên đô có tán tu tham gia, mà Bạch Ngọc Lâu ở Thành Trích Tinh lại có quan hệ với tu sĩ các phương, bất luận là người trong môn phái hay là tán tu, đều tương đối quen thuộc. Toa Như Lai là chủ quản của phiêu miểu các trong năm nay, liền điều hắn ta từ chỗ con gái đến, tạm thời sử dụng. Toa Như Lai đặt chén rượu xuống, cầm bản danh sách, tùy tiện lật ra xem, hỏi, lần này không có vấn đề gì chứ? Bạch Ngọc Lâu nói, người trên danh sách đã được chọn qua, không có vấn đề gì lớn. Nhưng, hắn ta có chút ấp úng, toa như lai hỏi, còn có người lá mặt lá trái sao? Bạch Ngọc Lâu đáp, ý của tiểu nhân không phải như vậy, chẳng qua chỉ cảm thấy để như hữu đạo tiến vào bí cảnh thiên đô có phải không được thích hợp hay không? Ánh mắt toa như lai lấp lẽ, thành chủ các người bảo ngươi đến nói chuyện giúp nghiêu hữu đạo, Bạch Ngọc Lâu hạ thấp người, chuyện này không liên quan đến tiểu thư, cũng không phải tiểu nhân nói giúp cho Ngưu Hữu Đạo. Tiểu nhân đã chú ý đến một số tình huống, đối với Ngưu Hữu Đạo cũng có sự lý giải, thậm chí còn xuất hiện tình huống sâu chuỗi, cộng thêm chiến sự của các nước bị đóng băng, sinh tử của Ngưu Hữu Đạo đã liên lụy đến trạng thái chiến sự sau khi đóng băng được gỡ bỏ. Bởi vậy, Ngưu Hữu Đạo tiến vào bí cảnh Thiên Đô xét theo một trình độ nào đó, đã kéo luôn chiến sự của các nước vào trong đó. Sứt lời, hắn ta cẩn thận quan sát phản ứng của toa như lai like. toa như lai like hơi im lặng sau đó thản nhiên nói cái này có quan trọng không không quan trọng nếu ông ta đã nói không quan trọng bạch ngọc lâu cũng chỉ gật đầu đồng ý vâng tống kinh cánh cửa thiên lao ầm ầm mở ra la chiếu đứng ngay cổng mặt không biểu lộ nhưng trong lòng lại chăm mối cảm xúc ngổn ngang không nghĩ đến có ngày mình lại rơi vào chỗ này trận chiến lần này thất bại ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người trước đó là vì tình thế ép buộc triều đình không thể không tạm thời dần xuống mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, bởi vậy còn chưa xử lý la chiếu. Nhưng khi chiến sự bị đóng băng, mâu thuẫn trên triều đình triệt để bạo phát. Không ngoài ý muốn, la chiếu đã trở thành tiêu điểm của mâu thuẫn. Trách nhiệm lần này không dễ xóa đi, cũng không có khả năng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiêu điểm công kích đầu tiên không phải là hoàng đế, cũng không phải ba đại phái gánh chịu trách nhiệm, mà chỉ có la chiếu là thích hợp nhất. Lúc này, ngay cả hoàng đế và ba đại phái cũng không tiện nói giúp cho y sau khi triều đình thương lượng phái người tiếp nhận lại quyền chỉ huy la chiếu bị áp giải về kinh thành nhằm vào chuyện chiến sự thất bại mà tiến hành thẩm vấn y để xác định trách nhiệm sau khi thẩm vấn la chiếu có chút không nghĩ đến trong lúc còn chưa xác định được trách nhiệm gã ta đã bị nhốt thẳng vào thiên lao bây giờ y ý thức được sự mất tích của phu nhân phùng quan nhi đã ảnh hưởng đến y như thế nào đổi lại trước đó phùng quan nhi nhất định sẽ đến lăng tiêu các làm loạn thân phận của Phùng Quan Nhi sẽ khiến cho Lăng Tiêu các đau đầu, không đến mức còn chưa xác định rõ trách nhiệm đã nhốt y vào thiên lao. Điều may mắn duy nhất chính là, y không bị đeo bất cứ hình cụ dành cho phạm nhân nào. Đại Đô Đốc, đừng để chúng tiểu nhân khó xử. Mời đi, một quan lại đưa tay mời vào, gương mặt la chiếu căng ra, từng bước một bước vào trong thiên lao. Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, đi trên con đường ẩm ướt u ám, dừng lại trước một căn phòng giam đơn độc. Cánh cửa phòng giam mở ra, nhốt la chiếu vào bên trong. Khóa cửa phòng giam lách cách khóa lại, chỉ có tiếng chuột kêu chít chít chạy đi. Khi tiếng bước chân của cai ngục không còn, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ ngọn đèn lờ mờ trên vách tường phòng giam, trong phòng giam không còn bất kỳ tia sáng nào nữa. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt ảm đạm của la chiếu, y lẳng lặng đứng yên không nhúc nhích, người được đều là mùi vị ẩm mốc mục nát. Chương 1111, lừa gạt hai. Nhớ lại phong quang năm đó, y chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Hôm qua vẫn là đại đô đốc thống soái thiên quân vạn mã, hôm nay lại trở thành tù nhân. Điệp mộng huyến giới, kỳ huyến mỹ lệ, bên cạnh dòng suối, ngân nhi theo yêu cầu của Ngưu hữu đạo, cởi bỏ quần áo của đệ tử vạn thú môn, tháo lấp cải trang trên mặt, ánh mắt lóe lên nhìn bốn phía. Ngưu hữu đạo và viên cương đứng bên cạnh nhìn nàng ta. Hai người cũng mặc trang phục của đệ tử vạn thú môn, gương mặt cũng đeo mặt nạ ngụy trang. Có thể vào được chỗ này, Tất nhiên là nhờ có trưởng lão triều kính của Vạn Thú Môn trợ giúp. Sau khi ba người dịch dung, triều kính coi bọn họ giống như đệ tử tùy hành của Vạn Thú Môn, lấy danh nghĩa tiến vào điệp mộng huyễn giới mà xem xét, mang cả ba người vào trong điệp mộng huyễn giới một cách thuận lợi. Đạo đạo, chỗ nào có đồ ăn ngon? Ánh mắt ngân nhi sáng lên giò xét xung quanh, sau đó nhìn Ngưu Hữu đạo. Ngón tay cái của Ngưu Hữu đạo chỉ về một hướng, cười nói: người đi thẳng theo hướng này sẽ phát hiện có một viện tử rất lớn, ở đó có rất nhiều thức ăn ngon ngân nhi cười rất vui vẻ ngây thơ hỏi thật sao nghiêu hữu đạo đáp chúng ta ở đây chờ ngươi tìm được thức ăn ngon rồi nhớ mang về cho chúng ta ngân nhi quệt miệng có vẻ không thích chia sẻ thức ăn cho người khác nhưng cân nhắc đến việc người đưa ra yêu cầu là nghiêu hữu đạo liền dùng sức gật đầu được nói xong nàng ta quay người chạy ra biểu hiện rất vui hai người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng người ngân nhi biến mất viên cương hỏi nghiêu hữu đạo đạo gia cứ như vậy mà thả nàng ta về sao dù sao cũng ở chung với nhau lâu, thật ra yêu vương rất đơn thuần, cũng không có ý đổ xấu. Bây giờ lừa gạt nàng giống như lừa gạt một đứa ngốc, vứt yêu vương đi, trong lòng viên cương cảm thấy khó chịu. Hắn ta làm người chính là như vậy, không thể vô tình như Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo khẽ thở dài, năm đó, nếu sớm biết nàng ta dễ bị lừa như thế, ta đã không mang nàng ta ra ngoài. Viên cương nói, đạo ra, không phải nàng ta dễ bị lừa, mà là nàng ta tin tưởng ngài nàng ta chưa từng tùy tiện tin tưởng những người khác, như hữu đạo nói, không phải ai cũng có thể nuôi nàng ta. Chúng ta không có tư cách giữ nàng ta bên cạnh, nói đến, cũng chỉ có thương tụng mới có tư cách giữ nàng ta làm linh sùng. Ta không biết vì sao năm đó vợ chồng thương tụng giữ nàng ta ở lại đây. Có lẽ nàng ta vốn thuộc về nơi này. Thôi, không nói nữa, đi thôi. Viên cương im lặng, cùng với nhiều hữu đạo quay đi. Nơi này cách lối ra rất xa. Khi bọn họ đến gần lối ra, vừa lúc gặp được một đám đệ tử vạn thú môn. Bây giờ, vạn thú môn trắng trợn trồng có khu quang bên trong điệp mộng huyễn giới, khuếch trương địa bàn của tu sĩ, áp chế địa bàn bướm la sát. Triều kính đang ở nơi hẹn trước chờ hai người, cũng đang nơm nớp lo sợ, không biết sốt cuộc nghiêu hữu đạo đến đây để làm gì. Nhìn thấy hai người trở về, triều kính nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng hỏi nghiêu hữu đạo, tại sao chỉ có hai người, còn người kia đâu. Nghiêu hữu đạo thản nhiên nói, sự việc bàn chưa xong thì xảy ra tranh chấp, diệt khẩu rồi chiều kính im lặng cuối cùng chỉ có thể khua tay nơi này không nên ở lâu đi thôi dứt lời liền mang theo hai người rời đi ngân nhi đi rất lâu vẫn luôn tìm kiếm viện tử mà nghiêu hữu đạo đã nói bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng lên nhìn thấy một cung điện mỹ lệ trong cảnh đêm vội vàng bước đến một con huyết la sát mang theo nàng ta bay đến chỗ đó bay xuống cung điện trống trải kia sau khi rơi xuống gương mặt ngân nhi tràn ngập nghi hoặc nơi này hình như nàng rất quen nàng ta bắt đầu nhớ lại, nhưng rất nhanh đã bị suy nghĩ ăn ngon lấn át, nàng ta nhấc váy chạy vào bên trong cung điện, tìm kiếm từng căn phòng một. Tìm rất lâu vẫn không tìm được món ăn ngon mà nàng ta muốn. Khi tiến vào một cung điện hình ống tròn, nhìn thấy một cái đỉnh bát giác có đồng trụ vây quanh, Ngân Nhi im lặng, nhìn chăm chú cái đỉnh bát giác một hồi lâu. Không hiểu sao nước mắt của nàng lại chảy xuống, đưa tay lau nước mắt, chính nàng ta cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ. Nàng ta quay người rời khỏi nơi này, cô độc bước đi trong cung điện nước mắt chảy xuống miệng lẩm bẩm đạo đạo ta không tìm thấy đạo đạo ta tìm không thấy